Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô mũ bảo hiểm của thương hiệu Honda nhá. Thương hiệu Honda là một trong những thương hiệu khá là lâu đời rồi. Và mũ thì bên em bán cái giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mũ này thì hàng của Honda chính hãng cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá. Đó, nó sẽ có dòng một kính và dòng hai kính nhá. Mũ này thì nó sẽ là mũ một kính này, mũ một kính các bác nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng thanh lý nhá. Hàng thanh lý công ty cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì nó cũng có hơi có một cái độ xước nhẹ này, các bác cũng thông cảm thôi. Tại vì nó là hàng thanh lý nhá, hàng thanh lý chưa qua sử dụng. Đó, con này thì nó sẽ là hàng mũ đại nhá, hàng mũ đại mũ to. Đó. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, mũ to nhá. Độ thì cực kỳ là ôm đầu vừa vặn và đẹp các bác nhá. Đó. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin đây. Đấy em đội cho bác xem này. Đây. Đấy. Con này thì nó sẽ là loại một kính nhá. Đó, loại này sẽ là loại một kính này. Đội cực kỳ vừa vặn và ôm luôn. Qua kia các bác thấy rất là ngon luôn nhá. Các bác đi mùa đông mà đội con này chấm hết luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Honda. Đó. Con này thì nó sẽ là con một kính này. Đấy, con này sẽ là một kính này. Con một kính này là 200.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Tiếp theo là con này nó sẽ là con hai kính này. Con hai kính tức là nó sẽ có một cái lớp kính bảo vệ như này. Một lớp kính bảo vệ này nhá. Đấy. Thì khi các bác sử dụng thì các bác kéo cái kính này xuống này. Còn khi các bác đẩy lên thì là cái kính này nó sẽ có một cái kính phụ này. Có cái kính phụ này nó sẽ bảo vệ cho cái lớp kính này. Đấy. Thì nó cũng khá là tiện nhá, khá là tiện luôn. Và mình dùng thì nó sẽ chống xước cho kính tốt hơn. Cho nên là bên em gọi nó sẽ là mũ hai kính nhá. Mũ hai kính. Con hai kính này thì sẽ là 230.000 nhá, 230.000. Đấy, đây. Khi các bác bình thường thì các bác đội nó sẽ như này. Và khi cho xuống thì nó sẽ như này các bạn. Đấy, thì nó sẽ là một cái dòng mũ hai kính nhá. Đây nó sẽ là một cái gọi là cái chắn kính thì đúng hơn. Đấy, nhưng bên em gọi nó là hai kính cho nó dễ. Đó. Đấy, khi các bác đội vào rất là ôm luôn, cho lên này, cho xuống này. Khi các bác cho lên thì cái kính không hề có dấu hiệu bị đè xước. Tại vì là nó đã là có cái lớp một cái lớp kính ngoài bảo vệ này rồi. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng công ty nhá, hàng công ty chưa qua sử dụng nhá, thanh lý công ty chưa qua sử dụng. Đấy, nó sẽ có hơi có dấu hiệu xước nhẹ này, các bác cũng hết sức thông cảm nhá, hết sức thông cảm cho em. Đó, tại vì nó sẽ là hàng công ty thanh lý thì không tránh khỏi được nhá. Đó, giá thì sẽ là 230.000 nhá, 230.000 cho cái con mũ hai kính như này. Đấy, lên cho mã giúp cho em đó là mũ một kính nhá. Đấy, mũ một kính này, một kính thì sẽ là mũ bảo hiểm Honda một kính 200k nhá. Và mũ hai kính thì sẽ là 230.000. Đấy, tất cả đều bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lính nhá, mũ lính. Đấy, mũ lính. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng mũ lính cực kỳ chất lượng cho các bác luôn các bác này. Đây, đấy. Đập phá thoải mái luôn các bác này. Đập phá thoải mái luôn. Không hề hấn gì luôn các bác nhá, không hề có một vết xước luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là mũ lính nhá. Con mũ lính này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con mũ lính như này, giá của nó sẽ là 100 Các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lính nhá, giá sẽ là 170k. Đó. Mũ lính này, giá sẽ là 170k cho một con mũ lính như này nhá. 170.000 một chiếc mũ lính, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Rất chắc chắn nhá, quay độ quay đeo cực kỳ là ngon luôn. Mũ lính 170.000 này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lót giày nhá, lót giày đây. Đấy, lót giày. Giá thì cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn, lót giày quế nhá. Lót giày quế. Giá của nó sẽ là các bác lên cho em là lót giày quế nhá, lót giày quế. Giá của nó sẽ là 10k một đôi nhá. 10k một đôi. Bác nào mua 10 đôi thì sẽ được tặng một nhá. Đấy. 10 thì sẽ được tặng một này, 10.000 một đôi. Mua 10 đôi thì sẽ được tặng một túi như này của nó là một đôi nhá, một túi này của nó là một đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái môi nhựa sới cơm của Nhật nhá, hàng nhựa trong cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng này thì hàng nội địa Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Đó. Đây, môi của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, môi nhựa trong nhá. Con này thì dùng cực kỳ là đã đời cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là môi sới cơm nhựa, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một cái môi sới cơm nhựa như này, 50k một chiếc, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái bộ nồi hàng của thương hiệu Sony nhá. Bộ nồi hàng thương hiệu Sony.
Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc này. Đấy, 3 chiếc. Đây. Con nhỏ nhất thì đường kính của nó sẽ vào khoảng là đi con nhỏ nhất này của nó là 18 cm nhá, 17 18 cm. Đấy. Con nhỏ nhất này thì khoảng 17 18 cm quá này. Đấy. Hàng này các bác có thể đun bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại được hết nhá. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đun được hết. Đó. Hàng đun bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại được hết nhá. Rất là chắc chắn luôn. Vung này thì các bác dùng yên tâm nhá. Con này 18 này. Con nhỡ của nó sẽ là gần 20 nhá. Con nhỡ thì gần 20 này, đó. Con nhỡ là gần 20. Cũng khá là dày luôn, đó. Các bác có thể đun bếp từ, bếp ga, hồng ngoại được hết nhá. Tiếp theo nó sẽ là một cái con to này, con to này của nó là 27 nhá. Con này các bác đun bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 195.000. 195.000 cho một cái bộ nồi Sony như này. Hàng này thì hàng của thương hiệu Sony nhá. Hàng của thương hiệu Sony. Đó, và nó dùng làm quà tặng không bán nhá. Dùng làm quà tặng không bán. Giá thì cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Đó. Lô này về thì nó sẽ là một cái lô hàng cực kỳ là dày dẫn, chắc chắn và giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là bộ nồi của Sony. Giá sẽ là 195.000. 195.000 cho một cái bộ nồi Sony như này nhá. Bộ nồi Sony giá sẽ là 195.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái sạc 12-24 nhá. Con này thì các bác dùng để sạc ắp quy, sạc được cả bình 12V và cả bình 24V. Hàng này thì xuất đi rất là nhiều nước luôn, châu Âu, Pháp, Mỹ, Anh, Nga. Đó, sạc được cả bình 12, cả bình 24 luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con sạc bình ắp quy như này. Đấy, bình 12-24 giá sẽ là 270.000 nhá. Đấy. 270.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sạc bình 12-24 270k nhá. 270k. Lên cho em là sạc bình 12-24 giá sẽ là 270.000 thôi nhá. 270.000 cho con sạc bình 12-24 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi lau các bác lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá. Thùng lau nhà. Đấy, thì về nhà các bác cứ lắp đặt cho em là xong. Lắp đặt xoáy các cái chi tiết này vào này. Đấy. Xoáy các cái chi tiết này vào. Đây, cái này thì các bác xoáy vào đây này. Đấy. Và ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái chổi, hai cái mẫu chổi lau như này. Hai cái mẫu chổi lau như này tha hồ cho các bác sử dụng luôn nhá. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai mẫu lau như này. Đấy, hai mẫu lau như này. Đấy, và đây là cái cán của nó này, cán của nó đây. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em là xong. Đấy, lắp ráp vào. Và cái này thì các bác có thể thả ra cho nó dài ra như này. Đó. Rất là tiện ích luôn, xoay đảo chiều các kiểu con là điều được luôn. Giá thì sẽ là đi các bác lên cho em là thùng lau nhà nhá. Thùng lau nhà, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là thùng lau nhà nhá, giá sẽ là 250.000. Bên em bao ship đến tận nhà qua này. Đấy, đây là cái xoay của nó đây. Xoay của nó nói chung là rất là ngon lành luôn. Con này dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, dày dẫn chắc chắn, xoay 360 độ, có cả bánh xe để kéo đẩy luôn. Hàng to hàng đại các bác nhá. Lên cho em là thùng lau nhà 250.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con nồi cơm điện này. Nồi cơm điện hàng của Sáp nhá. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, một cái giá đỡ này. Một cái nồi này. Nồi này của bên em nó sẽ là một cái dòng nồi đây, các bác quan sát này. Nồi dạng như nồi đất nhá, vòm tròn như này, vòm tròn như này các bác này. Vòm tròn dạng như nồi đất như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đó. Có kèm cho các bác là dây này rồi môi này rồi ca này. Đấy, đầy đủ cho bác luôn. Đó. Mâm miếc cực kỳ dày luôn. Mâm rất dày các bác, mâm rất dày, hàng thương hiệu Sáp này. Sử dụng điện 220V. Đấy. Giá sẽ là 500.000. Lên cho em là nồi cơm Sáp 500.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Hàng thì nó sẽ là điện 220V 900W nhá. Đấy, 1 lít 8. Có lô về màu trắng, có lô về màu xanh nhá. Có lô màu trắng, có lô màu xanh. Đó. Đây, rất ngon lành cho bác luôn. Dày dẫn nấu cơm cực kỳ là ngon nhá, nồi cơm Sáp nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi áp suất rất là đẹp luôn. 200.000 bao ship cho một con nồi áp suất đẹp như này. Đó. Nồi áp suất, dung tích của nó sẽ là, con này thì dung tích của nó sẽ là vào khoảng là đi 8 đến 10 lít nhá. Đấy. Đấy, con này thì nồi của nó khá là to luôn. Đường kính của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 26 cm, 25-26 cm. Đấy, khá là to luôn các bác nhá. Đấy. Thì con này các bác có thể dùng để luộc gà, luộc vịt này. Đấy, nó sẽ có cho các bác cái nắp như này để các bác khi các bác đun nấu và có xả ở đây nhá, có xả khí ở đây. Họ có xả khí ở đây cho các bác luôn. Lên cho em là nồi áp suất nhá. Nồi áp suất. Đấy, nồi áp suất
có tráng đá chống dính luôn, tráng đá chống dính có thể dán thoải mái nhá, dán thoải mái cho các bác luôn đó, khá là dày dẫn chắc chắn nhá, thiết kế viền bo đẹp này, đó viền bo đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và cái quai này của nó thì bên em gửi nó sẽ rời về nhà các bác tự lắp đặt cho em nhá, lên em là nồi áp suất, giá sẽ là 200.000, 200.000 cái nồi áp suất thế này các bác nhá. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mẫu chảo này, các bác lên cho em là chảo Đức nhá, chảo Đức này, lên mã giúp cho em đó là chảo Đức nhá, chảo Đức giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 420k cho con chảo Đức như này đấy. Hàng này thì các bác đun đa năng các loại bếp luôn, đường kính là 26cm này đó, đây chữ dập chìm hết này, chữ dập chìm hết nhá, đường kính của nó sẽ là 26cm, có một cái khay như này nhá. Hàng này thì rất là sâu lòng, chiều sâu của nó thì vào khoảng là 10cm luôn, chiều sâu khoảng 10cm. Các bác nghe cái tiếng em gõ này là biết nó dày rồi, và cái độ sáng bóng của nó này, nó hắt cái bóng đèn lên các bác này đó, chống dính cực kỳ là tốt luôn, hàng inox nhá, hàng inox chống dính tốt các bác này đấy. 26cm su 304 các bác này, su 304 tiêu chuẩn 5 sao luôn, các bác thấy không đó. Lên mã giúp cho em là chảo Đức nhá, qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon luôn, lên cho em là chảo Đức. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 420.000 cho cái chảo Đức như này đó, lên cho em là chảo Đức 420k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã chảo tổ ong này, con này thì giá của nó sẽ là 140.000 nhá, lên cho em là chảo tổ ong này, chảo tổ ong giá của nó sẽ là 140k, 140.000 cho cái chảo tổ ong như này đấy. Con này thì cũng khá là dày dẫn luôn, nhưng mà nó nông hơn và nó cao, nó rộng hơn một chút nhá, rộng hơn một chút đó, cũng rất là dày các bạn đấy. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, chảo tổ ong đấy, tráng cũng là vân tổ ong chống dính rất là tốt, dán thì cực kỳ là ngon nhá. Khi về các bác sử dụng thì tráng qua cho em một cái lớp dầu nóng để cho nó đảm bảo được cái độ nóng các bác nhá, độ nóng nhá đấy, độ nóng, độ thấu đấy, thì các bác dán nó sẽ chống dính tốt hơn và bảo vệ chảo tốt hơn. Con này thì lên cho em là chảo tổ ong, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000, 140k cho cái mã chảo tổ ong như này. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong, giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá, một cái mã nồi lẩu 2 tầng siêu đẹp luôn, nồi lẩu 2 tầng siêu đẹp. Đây nó sẽ làm cái nồi lẩu như này, 2 tầng, cũng có tráng đá chống dính nhá, có dây cáp các thứ đàng hoàng. Các bác có thể dùng ăn lẩu trực tiếp này, chiên rán xào nấu này. Đó, có công tắc đây, có công tắc ở đây các bác nhá, có số 1, số 2, số 3 này, hoặc các bác có thể dùng để hấp này. Đấy, dùng để hấp cũng ok luôn. Đó, đây. Các cái thông số của nó đây các bác này. Đấy, các thông số của nó đây. Đó, đây. Rất là ngon lành, điện 220V 650W nhá. Con này dùng để chiên rán xào nấu rất là ngon luôn. Hấp bánh bao, hấp xôi, ăn lẩu này, rất tiện ích luôn. Lên cho em là nồi lẩu 2 tầng 230.000. 230k cho cái mã nồi lẩu 2 tầng như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Một con nồi chiên không dầu cực kỳ là ngon luôn đấy các bác. Đấy, nồi chiên không dầu. Đấy, đây. Dung tích của nó thì nó sẽ là đây. Mắc của nó là 200 độ C, 200 độ C các bác này. Đấy, thời gian là 60 phút nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Camel của Nhật cực kỳ là ngon luôn. Đó, rất là ngon nhá. Đây. Đấy, các bác cứ bạn cho em hai cái núm này là xong. Đó, lên cho em là nồi chiên không dầu. Đó, đây. Thì công suất của nó sẽ là 1500W, 1500W nhá. Đấy. Đây. Đấy, rất là ngon lành luôn. Các bác theo, rất là ngon lành luôn. Con nồi chiên không dầu này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Bán rất nhiều rồi các bác nhá. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu, đây là cái khay để các bác hứng mỡ xuống này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là nồi chiên không dầu, hàng của thương hiệu Camel nhá. Giá thì sẽ là một con nồi chiên không dầu như này, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là nồi chiên không dầu nhá, giá của nó sẽ là 590k nhá. Đấy, nồi chiên không dầu 590k. 590k cho cái nồi chiên không dầu như này, 590.000. Hàng về theo lô nhá. Có lô thì nó sẽ là về màu xanh và có lô thì nó sẽ là về màu khác nhau nhá. Có lô về màu xanh, có lô thì nó về màu trắng, màu vàng nhá. Đấy, các màu khác nhau, các bác thông cảm cho em. Được, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em cập nhật rất nhiều mã hàng mới, giá cực tốt cho các bác luôn, thì em lên video trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái đây, nó sẽ là một cái cây nước nóng nhá. Đây, nó sẽ là một cái cây nước nóng như này. Cái này của nó thì các
Các bác về các bác chỉ cắm trực tiếp điện 220 cho em, cắm trực tiếp điện là 220 nhá. Đấy. Khi các bác nhận hàng thì cái vòi này nó sẽ rời này. Cái vòi này nó sẽ rời thì các bác xoáy lắp vào cho em. Đấy, cái vòi này nó rời như này. Đấy, các bác lắp vào cho em như này, lắp vào xoáy giòn vào cho em là xong. Đó. Và cái này thì nó sẽ là vòi nước nóng nhá. Đấy, lên cho em là cây nước nóng này. Cây nước nóng giá sẽ là 300.000. Về nhà các bác cấp vào cái nguồn nước cho em, cấp vào cái nguồn nước ở trên cái chậu rửa thì mình để rửa mặt này, hoặc là các bác dùng để mình rửa bát rửa đũa, nó rất là tiện, có nước nóng trực tiếp luôn. Cắm điện 220 nó chạy qua đây là có nước nóng luôn nhá. Đây. Thì lên cho em là cây nước nóng giá sẽ là 300k nhá, 300k. Đấy, lắp đặt thì rất là đơn giản dễ dàng thôi các bác nhá. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy. Các bác dùng rất là thích luôn. Đó, lắp vào cho em này. Lắp vào chậu rửa. Đó, cấp nước thoải mái nhá. Đó. Nó sẽ có hai hệ thống, một là nước nóng, hai là nước mát. Đấy, nước mát thì các bác chỉ cần là vặn sang bên mát thôi, còn các bác dùng nước nóng thì các bác cho vào bên nước nóng cho em. Đấy. Xoáy vào cấp nước vào cho em là xong. Đó, rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 thôi. Lắp trực tiếp vào chậu rửa này, cần dùng nước nóng cắm điện vào, xả ra. Đó, rất ngon lành cho các bác luôn. Đó. Rất là an toàn tiện ích nhá. Lên cho em là cây nước nóng nhá. Giá của nó chỉ có 300.000 cho một con cây nước nóng này thôi. Lắp đặt rất dễ dàng, vận hành đơn giản nhá. Lên cho em là cây nước nóng giá sẽ là 300.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn này nó sẽ là, các bác lên cho em nó sẽ là bóng 30W nhá. Bóng này của nó là 30W. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Giá chỉ có 25k cho một quả bóng 30W này thôi. Hàng này cũng rất là sáng nhá. Bóng 30W siêu sáng luôn. Đấy. Siêu sáng luôn. Lên cho em là bóng 30W này. Đấy. Bóng 30W con này thì sẽ là 25.000 một quả, và bác nào mua từ 3 quả trở lên thì sẽ là 60.000. Đó. Lên cho em là bóng 30W 25.000 một quả, và mua 3 quả là bằng 60.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái bóng áp quy nhá. Lên cho em là bóng áp quy. Các bác có thể kẹp bình 12 24 đều được hết. Giá của nó thì chỉ có 45.000 thôi. Đây. Đấy, 12V 30W này. Đấy. Giá của nó sẽ là 45.000 nhá. Lên cho em là bóng áp quy, giá sẽ là 45.000 các bác ạ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu led này. Đầu tiên thì nó sẽ là cái mẫu led 8 thanh nhá. Đấy. Cái này thì nó có một cái đầu dây nối ở đây, các bác có thể cắm nối với các cái dây khác rất là ok luôn. Đấy, nó có thêm cho các bác một cái đầu nối ở đây nhá. Đó, để các bác có thể là mình nối 2-3 bộ vào cho em đều ok hết nhá. Các bác có thể mua 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ. Cái này thì của nó là 2 này, 4 này, 6, 8 thanh. Cho nên em lên nó là led 8 thanh nhá. Các bác lên cho em là led 8 thanh. Con này thì giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con led 8 thanh như này. Lên cho em là led 8 thanh, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng led ngoài trời đây. Con này thì các bác chuyên để treo vào trang trí, ví dụ như là cây này. Đấy. Trang trí vào cây cối này, hoặc là các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Có cục nguồn điều khiển này. Đấy. Có nguồn điều khiển cho các bác này. Đấy. Nguồn điều khiển các chế độ nháy này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu nối như này. Các bác có thể nối nhiều bộ vào với nhau này, nối nhiều bộ vào với nhau. Nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 chùm. Đấy, 5 chùm. Và cái này thì các bác có thể là giở nó ra, sau đó thì mình cho nó thành một cái hình bông hoa như này. Đấy, cho nó, các bác đan ra cho nó thành cái hình bông hoa như này. Rất là đẹp các bác này. Đấy, nó đan thành hình bông hoa như này thì các bác có thể treo lên sân vườn các thứ rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là led 5 chùm nhá. Led 5 chùm giá sẽ là 85.000. Lên cho em là nháy 5 chùm nhá. Nháy 5 chùm, lên cho em là nháy 5 chùm. Giá của nó sẽ là 85k. 85k cho một con nháy 5 chùm như này. Đấy, ở đây nó sẽ có 5 chùm luôn. Đó, sẽ có 5 chùm như này các bác này. Đấy, một chùm của nó như này. Và nó sẽ có cho các bác liên tục là 5 chùm luôn nhá. 5 chùm luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Các bác có thể liên hệ bên shop ở các cái số điện thoại ghi trên màn hình nhá. Tiếp theo thì sẽ là dụng cụ mài kéo này. Đấy, đây nó sẽ là một con mài kéo như này. Con này các bác chuyên dùng để mài kéo cho em. Đấy, các bác đưa vào mình mài cái kéo như này rất là tốt luôn. Đó, lên cho em là mài kéo, giá sẽ là 20.000 nhá. 20.000 cho cái mài kéo như này. Lên cho em là mài kéo, giá sẽ là 20k nhá. 20k. 20k cho cái mài kéo như này các bác này. Lên cho em là mài kéo 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ba cái mẫu vòi này. Đấy. Nay thì em về thêm được cái mẫu vòi này nữa này. Đấy. Về thêm một cái mẫu vòi này nữa. Thì vòi này ưu điểm của nó là
có cái đầu vòi xịt như này cũng rất là tiện này. Đấy, để các bác bóp như này. Nó màu xanh. Các bác lên cho em là vòi xanh giá sẽ là 45.000 nhá. Vòi xanh 45.000 các bác này. Đấy, vòi xanh 45.000. Tiếp theo thì con này là con vòi vàng nhá, con vòi vàng có cả đầu nối và đầu vòi xịt luôn. Đấy, vòi vàng giá của nó sẽ là 40.000. Ngoài ra thì bên shop có thêm cho các bác cái vòi đen nhá. Vòi đen giá của nó sẽ là 50.000. Đó, 50.000. Thì con này có 1 2 3 đập bậc 3 đầu kết nối. Đấy, cái phần lõi này của nó cũng bằng đồng này, lõi này cũng bằng đồng hết này. Đó, nó màu đen. Thì lên cho em là vòi đen, giá sẽ là 50.000 này. Đó. Tiếp theo là vòi vàng này, vòi vàng này thì bằng đồng hết nhá. Vòi vàng bằng đồng hết, con này thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì sẽ là cái vòi xanh nhá. Vòi xanh thì con này bóp như này này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 45.000 con vòi xanh như này, vòi xanh. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba làm vườn nhá. Bộ ba làm vườn. Đấy, con này thì khá là dài luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 40 cm. Đấy. Đây, cuốc cào này. Đấy, cuốc cào xẻng này. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ ba làm vườn như này. Một cái bộ ba làm vườn như này giá của nó sẽ là 130.000. 130.000. Lên cho em là bộ ba làm vườn. Bộ ba làm vườn giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cái bộ ba làm vườn như này. Đó. Cán của nó thì bằng thép có bọc nhựa này. Đấy, có bọc nhựa như này, có quai đeo nhá, có đeo như này nhá. Đấy, rất là ngon lành luôn. Đó. Xẻng của nó thì rất là to nhá. Đây, xẻng rất là dài luôn này. Đấy, các bác ướm cái bàn tay của em này. Đó, đây cào xẻng đây, ướm theo bàn tay như này nhá. Bộ ba món như này lên cho em là bộ ba làm vườn, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy, có cuốc này, có cuốc có cào này. Đấy. Bộ ba làm vườn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe, 150.000 cho con súng xịt rửa xe như này. 150.000 một chiếc nhá. Hàng này thì của nó là hàng VIP rồi các bạn, hàng VIP rồi. Đầy đủ đầu gioăng các thứ cho các bác luôn, đầu gioăng các thứ này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng hết nhá. Và các bác xoay cái này cho em là nó sẽ điều chỉnh các chế độ ở đây này. Đấy. Lên cho em đó là súng rửa xe. Con này thì sẽ là 150.000. Đấy, kết nối đều bằng đồng hết nhá, súng rửa xe 150.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con súng bắn đinh nhá, súng bắn đinh. Con này thì sẽ là 240 cho cái súng bắn đinh như này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Một cái súng như này nhá. Đấy. Một cái súng như này. Đấy, một súng như này. Đấy các bác này, một súng này. Một túi đinh sẵn này, một túi đinh sẵn này, một kính này. Đấy, và một cái bộ dụng cụ lắp đặt này. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 240.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là súng bắn đinh nhá, súng bắn đinh 240.000. Đấy, đựng trong hộp này rất là tiện dụng luôn. Súng bắn đinh 240.000 các bác này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy sấy tóc này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy tóc nhá. Đấy, máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 cho con máy sấy tóc như này. 130k. Lên cho em là máy sấy tóc 130k cho con máy sấy tóc như này nhá. 130.000 các bác này. 130.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con men led như này nhá. Con men led như này. Đấy, con này thì dùng ngoài trời thoải mái. Và về nhà các bác cắt cái băng dính hai mặt này ra, các bác có thể dán lên cây, dán lên tường, dán trong tủ kính màu trắng như này. Đó. Một cái men này của nó thì sẽ là được 20 khúc như này nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 khúc như này nhá. Lên cho em là men led này, men led giá của nó sẽ là đi lên mã giúp cho em đó là led men nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho cái bộ led men như này các bác. Đó, 30.000. Hàng siêu sáng luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái sản phẩm đó là cái khay úp cốc chén nhá, 70.000. Đấy, bao gồm là cả khay và cả đĩa luôn, cả khay cả đĩa như này. Lên cho em là khay úp cốc chén 70k cho khay úp cốc chén như này. Rất là ngon luôn. Đấy, hợp kim mạ vàng. Đấy, bằng hợp kim mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mẫu túi da bò này. Thì có cho các bác là 3 mẫu này. Đầu tiên nó sẽ là túi chéo này. Đấy. Túi chéo thì sẽ là 140.000 nhá. Chất liệu thì 100% da bò, cái này bên em bán rất là nhiều rồi. Bao bảo hành, bao đốt điếc thoải mái luôn. Bao đốt thoải mái, đừng đốt vào chỉ là được nhá. Các bác cứ cái chỗ trần thì các bác đốt cho em này, đốt thoải mái không cháy là ok. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 140.000 cho con túi chéo này. Tiếp theo là con túi hông sẽ là 130.000 này. Túi hông 130.000. 130.000 cái túi hông như này. Tiếp theo là cái túi vuông nhá. Đấy, cao thì vào khoảng 25, rộng 20. Đấy, cao 25, dài chiều ngang này của nó là 20 này. Đấy. Thì con này giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Túi vuông 180.000. Đó, có 3 mẫu, túi vuông, túi hông, túi chéo các nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng này. Đây. Đây nó sẽ là một cái đế nóng như này. Đó.
một con đế để các bác có thể dùng để mình đun nấu các thứ đều được hết nhá. Xong nồi các thứ linh tinh. 130.000 thì cái đế nóng này thôi. Các bác đun được hết, nồi gang, nồi sành, nồi sứ đun được hết, cứ đặt lên là nó nóng thôi. Đấy, có công tắc như này nhá. Đấy, có công tắc báo như này. Đấy, cắm thử cho các bác xem. Cắm trực tiếp cho em điện 220V nhá. Cắm trực tiếp điện 220V này, bật công tắc lên này. Đấy, bật công tắc lên có đèn báo nhá, có đèn báo này. Đấy, và có số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Đấy, nóng luôn, nóng luôn. Các bác có thể để xong nồi cái thứ lên đây, giữ nhiệt rất là tốt luôn nhá. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. Lên theo là đế nóng 130.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn chữ nhật nhá. Con này thì giá chỉ có 70 cành nhưng con đèn chữ nhật này thôi. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Bao gồm cho các bác là một đèn này, một dây sạc như này. Đèn thì sẽ có công tắc ở đây này, siêu sáng luôn các bác nhá. Đó, siêu sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, sáng mạnh này, sáng vừa này, nhấp nháy này và có một con đèn bên hông nữa. Đấy. Và nó cũng có cái quai quặc như này nhá. Có quặc này các bác có thể quặc vào động được, nó rất là tiện ích luôn. Nó hình chữ nhật như này, dài khoảng gần 20 cm. Đây, đấy. Nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay này thôi, rất tiện ích luôn. Đấy, nhỏ bằng hai ngón tay này các bác này. Đó. Con này giá của nó sẽ là 70.000 nhá. Lên cho em là đèn chữ nhật 70.000 này. Các bác có thể để lên treo ô tô để mình hoặc là mang đi mang lại hoặc là dùng các công việc, nó rất là tiện luôn. Đèn chữ nhật 70k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, khay đá thông minh. Cái này thì nó sẽ là bằng silicone. Đấy. Cái đít của nó thì bằng silicone mềm cho nên là khi các bác sử dụng nó rất là đã luôn. Đấy, bằng silicone mềm. Các bác chỉ cần cho vào sau đó thì mình đẩy lên như này. Đẩy này là cái viên đá nó sẽ lên nhá. Đó. Đẩy này là cái viên đá nó sẽ lên này. Rất là tiện ích luôn. 15.000 một chiếc nhá. 15.000 một chiếc như này. Đó. Khay đá thông minh 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió hàng của Singapore nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất ở Singapore. Đây, USA này. Hàng thì là công nghệ của Mỹ và sản xuất ở Singapore. Đấy. Công nghệ bản quyền của Mỹ và sản xuất ở Singapore nhá. Hàng siêu thơm cho các bác luôn. Đây. Đấy. Dầu gió các bác này. Đây. Đấy. USA các bác này. Dầu gió Mỹ. Đó. Các bác lên cho em là dầu gió xanh nhá. Giá sẽ là 40k cho một lọ như này. 40k cho một lọ dầu gió xanh như này nhá. Dầu gió xanh 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bàn chải điện. Con này sẽ là 50.000 cái bàn chải điện như này. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một bàn, một thân máy và bốn đầu bàn chải luôn. Tính ra các bác mua chỉ có hơn 10.000 cho cái đầu bàn chải này thôi. Đấy, đây sẽ có sẵn đầu bàn chải này, chỉ cần lắp vào cho em là xong này. Lắp vào bật lên này. Đấy, đấy. Lắp vào bật lên cho em là xong, rất là tiện luôn nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ rung rất là mạnh luôn, tần suất rung của nó rất là mạnh luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, đây. Đấy. Đây, có cái lẫy này các bác sờ vào cho em này. Đấy. Sờ vào cái lẫy này cho em. Tần suất rung của nó rất là mạnh luôn, các bác thấy không? Đấy. Có cái lẫy này các bác đẩy vào cho em này. Đấy. Đây. Đẩy vào cái lẫy này cho em này. Đấy. Đây, đấy, đẩy vào cái lẫy này, bật lên này. Tần suất rung của nó rất là tốt nhá. Đấy. Các bác thấy không? Lên theo là bàn chải điện nhá. Nguyên là các bác đã được kèm thêm cho các bác là 4 cái đầu bàn chải như này rồi. Đấy, giá chỉ có 50 cành thôi. Bàn chải điện 50.000 cho một cái bộ bàn chải điện như này. Tiếp theo thì sẽ là một cái đồng hồ. Cái này là đồng hồ gì nhỉ? Không, cái này. Đồng hồ vun kế nhá. Đấy, đồng hồ vun kế như này. 90.000, giá là 90.000 bao gồm cả đồng hồ cả dây đo luôn. Đấy. Đo vôn, đo ampere các kiểu con là điều được luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Đó. Về nhà thì các bác cứ thế là sử dụng thôi, nó đã có sẵn pin bên trong rồi nhá. Sẵn pin bên trong rồi. Đó. Đồng hồ vun kế, đồng hồ nhiệt kế nhá. Các bác đo thì mình bật lên mình sử dụng. Đấy, có các số ở đây rất là tiện ích luôn. Lên theo là đồng hồ vun kế nhá, đồng hồ vun kế. Giá sẽ là 90k cho một con đồng hồ vun kế như này nhá. 90.000 một chiếc này, con này 90.000 một chiếc. Tiếp theo thì nó sẽ là con đồng hồ nhiệt kế nhá. Con nhiệt kế này thì giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 con đồng hồ nhiệt kế như này. Có sẵn pin rồi, về nhà các bác cho pin vào cho em.
và cho vào cho em đúng lúc 12 giờ trưa nhé. Đúng lúc 12 giờ trưa là đèn nó sẽ lên thôi. Đấy, đúng lúc 12 giờ trưa là nó sẽ cập nhật cho các bác là 12 giờ luôn. Đó, 12 giờ rất tiện luôn. Đó, cập nhật cho bác 12 giờ, nhiệt độ là 29 độ C, độ ẩm là 56%. Miền Bắc đang hanh khô nên là độ ẩm rất là thấp luôn nhé. Đó, cập nhật cho bác luôn. 90k à 70.000 nhé, 70.000. Tiếp theo sẽ là một con bộ khẩu 12 chi tiết như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một đầu khẩu, một tay công và một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu nhá, từ 8 đến 20 đầu khẩu của nó sẽ là từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24, hàng siêu đẹp cho bác luôn. Giá là 160.000 nhá, 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Lên cho em là khẩu 12 chi tiết 160.000. 160.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt hàng quân đội Mỹ như này. Con này giá của nó sẽ là 195.000. Dung tích của nó là 1,5 lít, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Nắp của nó sẽ là một cái dạng nắp dùng làm cốc nước được luôn. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hàng màu xanh quân đội, có lưới lọc luôn. Đó, có lưới lọc này các nhá. Đấy. Hàng màu xanh quân đội có lưới lọc luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ 195.000. Dung tích của nó là 1,5 lít, 1,5 lít nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này thì dùng rất là đã luôn các bạn. Đấy, dùng rất là đã luôn. Các bác có thể dùng nó rất là tiện đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi cái này nó sẽ là chổi gạt kính nhá, chổi gạt kính như này. Đó. Giá của nó sẽ là 20.000 một cái và ba cái là đi 50.000 ba cái. Các bác lên cho em là chổi gạt kính này, chổi gạt kính rất là tiện luôn. 20.000 một chiếc. Kích thước của nó thì rộng của nó khoảng 25 cm. Đấy, cầm để gạt này rất là tiện, chổi gạt kính nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 một cái. Tiếp theo thì nó sẽ là cái vòi tưới cây đây. Vòi tưới cây thì các bác lên cho em cái vòi này, nó sẽ là vòi đồng nhá, vòi đồng này. Đấy, vòi đồng như này. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Vòi đồng tăng áp này. Đấy. Còn đây là các bác lên cho em đó là con này nó sẽ là vòi đồng tăng áp nhá. Còn con này thì nó sẽ là bên em có hai cái mẫu vòi phun nước như này, thì các bác lên cho em là vòi này là vòi đen nhá, vòi đen tăng áp này. Đấy, vòi đen tăng áp. Vòi đen này thì nó sẽ là cái phần cút này của nó bằng đồng này và có ba cái phần cút nối này. Còn này cái này thì các bác lên cho em là vòi vàng tăng áp nhá. Vòi vàng tăng áp con này thì bằng đồng thau hết này. Đó, giá sẽ là 40.000. Thì các bác lên cho em là vòi đen này hoặc là vòi vàng này. Vòi vàng là 40.000, còn vòi đen là 50.000 nhá. Vòi đen là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ có còi hú luôn. Khi các bác dùng thì các bác lật đảo chiều đưa cho em là còi nó sẽ hú ngậu lên. Giá sẽ là 80.000 cho cái khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi nóng nhá. Đây nó sẽ là một cái túi như này. Các bác có thể cho nước nóng vào đây để mình chườm nhá. Đấy. Xoáy ra. Xoáy ra cho đó thì mình xoáy ra cho em này. Đấy, có gen xoáy, có giòn nhá, có giòn giếc đàng hoàng. Rất là chắc luôn. Cho nước nóng vào đây để mình chườm này. Đấy, gọi là túi chườm. Túi chườm. Lên cho em là túi nóng, giá sẽ là túi nóng 35.000 cái túi nóng này thôi nhá. 35.000, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá, 160.000. Con này nó dùng pin. Các bác có thể đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy. Con này nó dùng pin rất là tiện luôn. Đấy, máy đo huyết áp, đo nhịp tim các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho bác là cái lẫy để các bác lắp pin này, lắp cho em pin con thỏ vào đây mình dùng thôi. Đấy, lắp pin con thỏ vào đây, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi các bác bật nguồn ở đây. Giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy đo huyết áp nhá. 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao cắt kính gạch men nhá. Con này thì sẽ là được tặng kèm thêm hai lưỡi nữa và giá của nó sẽ là 150.000 cho cái bộ dao cắt kính gạch men như này. Đấy, đây. Chuyên dùng để cắt kính, cắt gạch men rất là ok luôn. Cái này bên em bán rất là nhiều rồi. Chuyên để cắt kính, cắt gạch men. 150.000 cho cái bộ dao cắt kính gạch men này các bác nhá. 150k. Đó, lên cho em là dao cắt kính gạch men 150.000 các bác này, 150.000. Vòi xịt vệ sinh, cả dây, cả vòi, cả dây, cả đầu vòi xịt như này, hàng của Nhật nhá. Giá là 90.000 cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Tiếp theo thì nó sẽ là 100.000 cho cái bộ mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh này, có điều chỉnh
có điều chỉnh áp này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ làm cái mỏ hàn như này, có điều chỉnh tăng giảm này. Đấy, công suất của nó là từ 60W này, 60W có điều chỉnh nhiệt độ này. Đó. Có cho các bác là nhựa thông này, thiếc này. Đấy. Và 5 mũi thay thế nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn thiếc nhá. Mỏ hàn thiếc, giá sẽ là 100.000 cái bộ mỏ hàn thiếc như này, 100.000. Tiếp theo thì các loại ví này. Đầu tiên thì nó sẽ là có con ví thanh lý. Ví thanh lý da bò. Da bò nhưng mà hàng thanh lý giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000, chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Tiếp theo là con này thì các bác lên cho em là ví đại bàng nhá. Ví đại bàng, con này sẽ là 100.000. 100.000 cho con ví đại bàng như này. Con này rất là đẹp luôn. Đó. Ví đại bàng rất là đẹp này. Đấy, chất liệu của nó cũng 100% là da bò hết nhá. Da bò hết. Đấy. Tiếp theo là ví da bò Mỹ này, da bò Mỹ Made in USA. Con này sẽ là 120.000 này. Con này 40.000 này. Con này 120.000 này. À, con này 100 này, đại bàng là 100 này. Và cái ví giấy tờ này thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho cái ví đựng giấy tờ như này. Lên cho em là ví đăng kiểm nhá, ví đăng kiểm, ví giấy tờ 50.000. Đó, các loại ví bên em. Tiếp theo là găng tay thức ăn 20.000 cho một bịch như này. Đấy. Các bác bóc qua cho em, lấy ra này. Đấy. Găng tay vải lụa này, đấy, găng tay túi bóng lụa. Siêu dai siêu mềm luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Đấy. Tay em là tay đàn ông to này, đi vẫn vừa hết nhá. Đấy. Các bác có thể dùng rất là tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 20.000 cho một bịch găng tay như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 chiếc nhá, từ 80 đến 100 chiếc găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn rất là ngon luôn. Đó. Tiếp theo là con lăn bụi nhá, con lăn bụi 25.000 cho một bộ, bao gồm là tặng kèm hai con với một con đi theo nữa là ba con, con lăn bụi. Đấy, rất là tiện luôn, con lăn bụi 25.000 thôi nhá, 25.000. Tiếp theo thì sẽ là cái đá mài thì bên em về có hai mẫu, đó là đá vàng và đá đỏ nhá. Đá đỏ là 70.000 và đá vàng là 90.000. Đá vàng là 90.000. Đều là hàng nội địa của Nhật, made in Japan hết nhá, made in Japan. Độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000 và 3.000, 8.000. Katashiwa made in Japan, chữ in trực tiếp trên đá luôn, để mài dao rất sắc bén nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái dây nồi cơm nhá, dây nồi cơm 30.000 một chiếc. 30.000 chiếc, nhà bác nào bị hỏng dây nồi cơm, bị hỏng, bị không dùng được thì dùng con này cho em. Đấy, mua về mình thay vào. Mình thay vào cái này là dây nồi cơm. Dùng rất là tiện luôn, 30.000 một dây. Tiếp theo thì mài dao ba khe. 130.000 hàng của thương hiệu Tamasaki made in Japan. Đó. Tamasaki made in Japan đây. 130.000 mài dao ba khe nhá. Tiếp theo thì một con kéo cắt cành đúc, con này sẽ là 120.000 một chiếc này. 120.000 một chiếc. Con này để cắt cành đúc này. Đấy, cắt cành đúc rất là ngon luôn. Đấy, kéo cắt cành đúc 120.000. 120.000 con kéo cắt cành đúc như này, con này rất là tiện nhá. Hàng đúc liền nguyên khối. Cắt cành, cắt cây cực kỳ là ngon luôn. Kéo cắt cành đúc 120.000. Tiếp theo là con robot hút bụi nhá. Robot hút bụi đây. Đấy. Con này thì rất là tiện rồi. Bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, có các cái phụ kiện đi kèm đây. Và một con máy đây. Có phụ kiện đi kèm. Đây là máy này. Cái này thì rất là tiện các nhá, dùng để hút bụi các thứ rất là ok luôn. Đó. Các bác tháo cho em cái lẫy pin này ra này. Đấy là máy chạy này. Đấy. Máy chạy nha, tháo cái chân này ra này. Đây nhá. Đó. Có màu đen, có màu lô thì màu đen, lô màu trắng này. Đấy, đây thì em tháo cho các bác xem này. Nguyên đai nguyên kiện sạch sẽ như này nhá. Đấy, và nó sẽ hút bụi vào cho các bác xem luôn. Đấy, hút bụi luôn nhá. Đấy, em bật lên nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe và êm luôn. Đó. Hút bụi rất là tốt nhá. Cảm biến nhá. Đó, cảm biến. Chạm vào là nó sẽ tự quay đầu các bác nhá. Rất là tiện luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy. Ví dụ chạm vào vật cản là nó sẽ tự quay đầu. Đó. Rất tiện các bác. Đó. Đây. Đó đây. Em sẽ dừng lại cho các bác xem này. Đó. Con này thì giá chỉ có 120 cành thôi. Đây. Đấy, hút có mấy giây mà cái bụi mịn nó đã vào này rồi các bác này. Đấy. Mới hút có mấy giây thôi mà bụi mịn nó vào này là các bác yên tâm rồi. Đó. Rất yên tâm sử dụng luôn. Đó. Robot hút bụi nhá, giá sẽ là 120.000. Robot hút bụi 120.000 anh em nhá. Tiếp theo thì võng dù này. Võng dù thì
Đầu tiên nó sẽ là con võng xếp đây. Con võng xếp này thì sẽ là 120.000. Và con võng dù quân đội Nhật này thì sẽ là 90.000. Con này thì gấp gọn này, con này gấp gọn luôn. Đây là 90.000 nhá, 90.000. Có cả dây dợ cho các bác đàng hoàng nhé. Con võng này dùng cực kỳ là ngon luôn, chất liệu vải dù như này. Còn con này là võng xếp vải lưới này nhá, vải lưới này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái mẫu LED pháo hoa rất là đẹp luôn. Đấy, các bác đang xem cái mẫu LED pháo hoa này, mẫu đèn xoay này và mẫu LED hạt ngọc nhá. Đó là một số cái mẫu LED của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Cái mẫu LED pháo hoa này thì nó cũng khá là nhiều hiệu ứng luôn nhá, và các cái hiệu ứng rất là đẹp này. Đấy, các bác thấy không? Đây, hiệu ứng của nó này. Đó, em đang điều chỉnh bằng cái con điều khiển này nhá, và nó rất là nhiều hiệu ứng luôn. Đấy, có các cái hiệu ứng khác nhau để cho các bác có thể điều chỉnh này. Đó, bắn nhanh, bắn chậm, rồi tỏa ra, thu vào, các kiểu con là điều được luôn. Đó, các bác có thể tùy chỉnh nhá. Đấy, thu vào này, tỏa ra này. Đó, từ dưới lên này, từ trên xuống này, rất là nhiều hiệu ứng để cho các bác điều chỉnh nhá. Đó, rất đẹp luôn các bác. Đó, và nó có rất là nhiều các cái chế độ khác nhau. Các bác có thể để chế độ auto hoặc là tùy chỉnh các bác. Đó, đây chưa. Đó, rất nhiều màu sắc nhá. Con LED pháo hoa này thì bên em đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, LED pháo hoa, LED ngọc về cho các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, rất là nhiều chế độ khác nhau để cho các bác tùy chỉnh nhá. Đấy, rất nhiều chế độ khác nhau luôn. Đó, các bác theo, nhiều chế độ, nhiều màu sắc nhá. LED pháo hoa này thì rất là đỉnh luôn. Đó, rất nhiều chế độ, các chế độ rồi các biểu màu khác nhau. Các bác cứ bấm vào là nó sẽ thay đổi màu sắc các kiểu các bác nhá. Đó, thay đổi màu sắc rồi thay đổi chế độ. Đấy, rất là nhiều chế độ luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Thì cái mẫu LED pháo hoa này thì cái đường kính của nó là vào khoảng là 1 mét nhá. Đấy, cái đường kính của nó là 1 mét. Và cái chiều chân này của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 1 mét một tí các bác nhá. Đó, và có điều khiển. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái mẫu đèn xoay này. Con đèn xoay này của nó thì nó sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho con đèn xoay như này. Đó, còn con LED ngọc đây, LED ngọc thì là nó sẽ là sợi hạt ngọc như này các bác này. Sợi hạt ngọc như này. Đó. Đây, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đây là các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Đây, LED pháo hoa thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một hộp LED pháo hoa như này. Đó. Cái này thì bên em gọi là LED pháo hoa thôi nhá, còn về nhà là các bác tự nó là gọi là tên vậy thôi, chứ còn về nhà các bác tự lắp ráp cho em nhá, tự lắp ráp cho em chứ nó không có tiếng kêu đâu. Đây là cái bộ điều khiển của nó này. Và đây là con LED này. Đấy. Cái nguồn thì các bác cắm cho em là cái nguồn vào đây, nguồn vào là nó sẽ ở cái phần này nhá. Nguồn vào. Đây. Đấy. Khi các bác cắm thì đây nó sẽ là cái chân cấp nguồn này. Đấy, chân cấp nguồn input này. Input nó sẽ là đây nhá. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm là một cái đầu chân cắm nguồn USB như này. Về nhà các bác cắm vào cái USB chân cắm sạc điện thoại nhà mình cho em nhá. Đó. Và nó cũng có điều khiển trực tiếp ở đây luôn này. Có cái lẫy điều cắm bật điều khiển đây luôn. Các bác kết nối hai cái này vào với nhau cho em này. Kết nối hai cái này vào với nhau này. Đó, kết nối thì các bác nhớ là kết nối theo đúng chiều của nó nhá, đúng chiều của nó luôn. Đó, sau đó thì mình giả ra cái đoạn này nó sẽ là cái đoạn sống. Đoạn sống nó dài hơn 1 mét, là cái đoạn chiều dài đấy. Sau đó thì bắt đầu là mình nó sẽ có từng đoạn một, thì các bác tháo ra cho em. Sau đó thì mình cắm cái đoạn sống này vào cái phần nguồn này. Đấy, cắm cái đoạn sống vào cái phần nguồn này nhá. Đấy, cắm cái đoạn sống vào cái phần nguồn này cho em. Đấy, cắm vào đây là nó sẽ cấp nguồn này. Đấy, đầu tiên là cắm vào đây. Cắm vào đây để lấy nguồn nhá. Lấy nguồn, sau đó thì các bác cắm kết nối tiếp các cái phần khác vào cho em đây. Cái phần mũi tên lên này thì các bác cắm vào cho em nhá. Đấy, cắm vào cho em. Đó. Sau đó thì các bác cắm tiếp các cái phần tiếp theo vào như này là sẽ ok thôi. Thì các bác cứ giả ra nó sẽ có các cái phần tiếp theo nhá. Cái này nó sẽ là băng dính hai mặt nhá. Các bác giả ra, sau đó thì cắt ra từng đoạn một đây. Những cái phần nối này nó sẽ là băng dính hai mặt này, băng dính hai mặt, các bác cắt ra từng đoạn một cho em thì nó sẽ ra được cái phần cánh nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cắm thử cho các bác xem luôn. Về nhà thì các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình nhá. Đấy, đây em sẽ cắm cái chân nguồn USB này vào và ổ lên cho các bác xem này. Đấy, cắm chân nguồn USB. Đó là sẽ sáng bình thường luôn. Và sau đó thì các bác có thể điều chỉnh trực tiếp ở đây nhá. Điều chỉnh trực tiếp ở đây này. Đấy. Điều chỉnh trực tiếp ở đây hoặc qua điều khiển nhá. Đấy, qua điều khiển các bác theo. Đây. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh cắm vào, cắm hết lượt vào cho em.
nó sẽ có cho các bác là đầu vào thì các bác cắm cái chân dài nhất và cái chân đầu tiên là vào cái phần input này nhá, input này, còn lại là các bác cứ thế cắm lần lượt là cho em là ok thôi. Đấy, thì giá của nó sẽ là 140.000 lên cho em là led pháo hoa 140.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu led, đó là led hạt ngọc này. Đây, led hạt ngọc thì nó sẽ có mẫu là đi 10m và mẫu là 20m. Đây là mẫu 10m này. 10m này thì quận 10m này của nó sẽ là 80.000 và quận 20m này thì nó sẽ là 120.000. 120.000. Nó sẽ có dòng là 10m và dòng 20m, cái này là 20m nhá. Đó. Thì tất cả cái này đều không có nguồn đâu nhá. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình cho em. Đó, đây. Đấy, cái này thì dòng chống nước nhá. Dòng này thì chống nước rồi. Các bác dùng ngoài trời thoải mái nhá. Đấy. Cái này là 20m này. Có điều chỉnh này. Đấy, các bác theo. Đây. Các kiểu con này đều được luôn. Đó. Nháy đuổi chiều rồi đổi màu các thứ, nháy nhanh nháy chậm đây. Đấy. Cắm qua cái chân USB nhá. Đấy. Sẽ có cho các bác là một dòng là 20m. Dòng 20m thì giá của nó sẽ là 120.000. Đấy. 20m là 120.000, có điều khiển từ xa nhá, có điều khiển từ xa luôn. Đó. Con này là 20m này. 20m giá sẽ là 120.000. Lên theo led hạt ngọc nhá. Và con này 10m thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop có cái mẫu cái hạt led kim cương nhá. Các bác lên cho em là led kim cương. Một quận này của nó thì nó sẽ là vào khoảng là từ 3 đến 50m nhá. Chiều dài của nó từ 30 đến 50m. Đây, đấy. Con này thì về nhà các bác không cần phải dùng ấy nữa. Các bác cắm trực tiếp vào ổ điện cho em. Đó, không cần phải dùng qua chân USB. Cắm trực tiếp này, có điều khiển này. Đó. Con này thì các bác có thể trang trí sự kiện này, nhà có đình đám này, trang lên cây cối này, hoặc là các bác trang trí Noel nó cũng rất là ok luôn nhá. Giá thì sẽ là 70k nhá, lên cho em là led kim cương, 70.000 cho cái bộ led kim cương như này. Đó. Thì các cái mẫu led cơ bản của bên em, các bác có thể xem và tham khảo các bác nhá. Rồi ok. Chào các bác, nay bên shop về cho các bác cái mã dao SA không nhá. Con này nó sẽ là cái mã SA78 này. Hàng của Colombia, của Mỹ. Đây. USA nha, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dao thì nó là dòng dao siêu bén rồi. Đó. Và con này nó sẽ là một cái dòng dao siêu tầm cho các bác, dòng dao siêu tầm cho các bác. Lên mã giúp cho em đó là SA78. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 30cm và nó là hình lưỡi bầu và có khâu đồng như này này. Khâu đồng, đằng sau thì khâu thép. Cán của nó thì bằng gỗ liền thân như này. Nói chung là con này thì dùng rất là thích các bạn, dùng rất là thích luôn. Và giá thì bên shop đang cập nhật cho các bác cái giá cực kỳ là ưu ái luôn. Có cái bao vải bố này nhá, có bao vải bố đi kèm luôn. Dao thì siêu bén rồi và có bao vải bố đi kèm. Giá thì sẽ là 300.000. Lên mã giúp cho em đó là SA78 nhá. SA78, mã của dao là SA78, giá sẽ là 300k nhá. SA78 này, giá sẽ là 300k. Bên em bao ship đến tận nhà. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. SA78 300.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái bộ vít như này các bác này. Đấy. Lên cho em đó là bộ vít vàng đi, nó có màu vàng như này cho nên là lên cho em là bộ vít vàng. Bộ này thì bên shop sẽ bán tri ân thanh lý cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đây, một bộ như này bao gồm cho các bác là 2 4 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau và các bác có thể lắp vào đây cho em này. Đấy. Lắp vào đây cho em để mình sử dụng này, rất là ngon luôn nhá. Và đảo đầu này, đó, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác hôm nay đó là lên cho em là vít vàng nhá. Giá chỉ có 20k cho một bộ như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vít vàng nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít vàng này. Đấy. Vít vàng, giá của nó sẽ là 20k. 20.000 cho một cái bộ vít vàng như này. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Vít vàng 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu vòi nước nhá. Vòi nước đây. Đấy, vòi nước thì cái này nó sẽ là vòi đơn nhá. Đây. Con vòi đơn này thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho con vòi đơn như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi nhá. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000. Đó, 65.000. Con vòi đôi này thì nó sẽ là lệch 15.000, lệch 15.000. Con này sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con vòi đơn như này. Đó. Và con này sẽ là 65.000. Tất cả của nó đều là có gen hết nhá. Có gen để các bác có thể xoáy vào các cái nguồn đầu cút này. Đó, và inox 304 không bắt 5 châm. Về nhà các bác test 5 châm thoải mái luôn. Đó.
con vòi đơn là 50.000 và con vòi đôi này thì sẽ là 65.000 các bác nhá. Vòi đôi là sẽ là 65.000 cho con vòi đôi. Đó. Thì có vòi đơn, vòi đôi. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái đèn hộp nhôm nhá. Một con đèn hộp nhôm như này. Đấy, con này thì sẽ có cả đèn, cả nam châm hít, cả bật lửa luôn. Đây, có cả bật lửa đây. Đấy, bật lửa thì các bác giữ lì cho em, cái này là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, đèn lên này. Và các bác giữ lì thì nó sẽ lại tắt này. Đấy. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Đó, đây. Con này thì giá sẽ là 90k nhá. Đó. Và đèn thì siêu sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó, rất là sáng nhá. Có nhấp nháy cảnh báo luôn, siêu sáng luôn nhá. Lên cho em là đèn hộp nhôm. Có dây quay đeo quay sách đàng hoàng, có cáp sạc cho các bác luôn nhá. Đây, có quay đeo quay sách như này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, đựng trong cái hộp như này. Đèn hộp nhôm 90.000 nhá. 90.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ điều khiển từ xa. Con này thì hàng cực kỳ nhỏ gọn và có điều khiển từ xa như này, có on off các bác này. Đấy, các bác có thể về mình đấu vào đây cho em. 1-2 này, 1-2 là đầu vào này và 3-4 là đầu ra. Đó, 1-2 đầu vào, 3-4 đầu ra. Đây, input này, in out này. Đó. Ví dụ các bác đấu 1-2 đầu vào cái quả bóng điện này, sau đó thì 3-4 đầu ra cho em. Đó. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 90.000 thôi, 90.000 nhá. Lên mã giúp cho em là bộ điều khiển đen 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái ủng đi mưa nhé, ủng đi mưa. Thời tiết đang lũ lụt, mưa bão bẩn thỉu như này, các bác dùng cái ủng này cho em. Đó, mình xỏ trực tiếp vào chân nhé, xỏ trực tiếp vào chân. Ví dụ các bác có thể đi giày đi tất, các bác xỏ vào cho em. Đó, nó có qua như này các bác này, mở khóa ra này, mở khóa ra cho em. Đó, đây các bác xỏ chân vào đây cho em. Cái này nó khổ to, thế nên là các bác có thể xỏ cả đôi giày vào đây được luôn nhé. Đây, đấy, nó khổ to mà, thế nên xỏ cả đôi giày được luôn. Sau đó thì mình lại bỏ ra, lại bỏ ra. Thì các bác có thể để trên ô tô này, chỗ nào mà mưa lũ lụt này. Giá sẽ là 90.000 nhá. Ủng đi mưa. Đó. Giá sẽ là 90k cho cái bộ ủng đi mưa như này. 90.000 thôi nhá. Lên mã giúp em đó là ủng đi mưa. 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái van nước bằng đồng nhá. Đấy. Ngăn mùi bằng đồng nhá, ngăn mùi bằng đồng. Giá của nó sẽ là 50.000 cho cái ngăn mùi bằng đồng như này. Bằng đồng thôi nhá. Đó, bằng đồng. Khi nước xả thì nó sẽ mở này và nước đóng thì nó sẽ lại đóng luôn. Rất là tiện luôn. Ngăn mùi bằng đồng giá sẽ là 50.000. Ngoài ra thì sẽ có cái nắp cống bằng nhựa đây. Nắp cống bằng nhựa thì giá của nó sẽ là 15.000. 15.000. Đấy, 15.000 với cái nắp bằng nhựa như này. Đây em sẽ quay video cho các bác xem hai mẫu thực tế luôn. Đây là cái nắp cống ngăn mùi bằng nhựa các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đó, nước chảy rất là sạch luôn nhá. Đó, đây. Có cái lưới này để lọc rác này. Đó, rác tóc tai là nó sẽ động ở bên trên luôn, các bác chỉ cần nhặt đổ vào là xong. Đó, rất là tiện luôn. Đó, nắp ngăn mùi bằng nhựa nhá. Giá thì 15k một chiếc thôi. Đây các bác này, đậy vào cái là khói nó không lên được luôn, còn bên này khói ra bình thường nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, xả này. Đó, nắp ngăn mùi bằng nhựa nhá. Rất tiện ích luôn. Đấy. Rất tiện ích các bác nhá. Và đây là cái nắp ngăn mùi bằng đồng này, đây. Con nắp ngăn mùi bằng đồng đây. Con bằng đồng này cũng rất là tiện ích luôn. Đây các bác này. Đấy, con này là ngăn bằng đồng này. Rất là tiện ích luôn, các bác đặt vừa hết các loại gần như là 100% các loại ấy luôn. Các loại đầu nước luôn, rất là tiện. Đây các bác này, đó. Đấy, các bác đặt vào cho em là xong. Giúp ngăn mùi rất là tốt luôn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 50.000 cho con ngăn mùi bằng đồng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn cầm tay, con này là 100.000. Con này thì nó sẽ có một cáp sạc, một đèn. Nó là dòng đèn năng lượng mặt trời. Đây, có một cổng sạc vào, một cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Đó, đây, có báo pin luôn. Đó, một cái đèn ở giữa này. Tiếp theo là hai cái đèn hai bên này. Và tiếp theo là một con pha dọi nữa này. Đó, rất nhiều chức năng luôn các bác nhá. Đèn ở giữa này, đèn hai bên này. Đó, và đèn pha dọi này. Pha cũng rất là dọi luôn. Điểm sáng rất là lớn nhá. Con này giá 100.000 nhá, 100.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay 100.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái sản phẩm đó là cái gương xe đạp nhá. Gương xe đạp này. Đấy, các bác lắp vào xe đạp cho em để mình điều chỉnh, mình nhìn xe đạp, lắp vào cái tay xe đạp như này. Lên cho em là gương xe đạp, giá sẽ là 30.000 cái gương xe đạp như này nhá. Ở đây nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần là đặt vào là xong. Đó, gương xe đạp 30.000. Tiếp theo thì bên shop có cho bác cái sản phẩm đó là cái cắt hoa quả nhá. Con này đang bán là 50.000. Xả thanh lý cho bác còn 30.000 cho cái cắt hoa quả như này. Các bác đặt vào quả táo, quả lê. Đấy, nó sẽ có lưỡi như này và đặt vào, nó sẽ ra cho các bác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miếng luôn. Đặt vào cái quả lê, quả táo là xong. Thanh lý cho bác 30.000 nhá. 30.000, cắt hoa quả 30.000.
Tiếp theo thì nó sẽ là cái chổi, các bác lên cho em đó là chổi, chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế như này. Đấy, chổi cọ bàn ghế. Giá sẽ là 30.000 thôi. Các bác kỳ cọ bàn ghế này, chổi cọ bàn ghế nhá, 30.000 cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa. Giá sẽ là 70.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đầu chuyển cưa. Đây rất tiện ích luôn các bác này. Đấy, đây nhá. Đây nó là cái khoan pin bình thường của các bác dùng khoan điện nhá. Mình lắp cái đầu chuyển cưa vào cho em. Đây, lắp vào này. Đó, lắp vào. Cưa cắt rất là ok nhá. Đấy. Con này các bác cắt gỗ, cắt ống nước các thứ giờ thì ok luôn. Còn cắt sắt thì nó sẽ hơi khó cắt một chút. Đấy, các bác thấy không? Đó. Đây nhá. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu chuyển như này, một đầu chuyển như này, một cái tay nắm và ba kèm thêm ba lưỡi nữa. Về nhà các bác lắp vào khoan pin hoặc là lắp vào các loại ấy cho em. Đây, đấy. Cái đầu chuyển này các bác lắp đầu lưỡi vào đây, đúng như trên video luôn nhá. Đầu chuyển cưa. Giá chỉ có 70 cành thôi. 70 cành cho cái đầu chuyển cưa như này. Tiếp theo thì cái điều khiển thì nó sẽ là một con điều khiển cắm trực tiếp. Con này thì sẽ là 270.000 cho cái điều khiển cắm trực tiếp như này. Đấy. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn điện cho em. Cắm trực tiếp vào nguồn điện sau đó thì các bác cắm cái thiết bị cần điều khiển qua là xong. Đó. Nó cắm trực tiếp thì nó tiện hơn con đấu nối nhưng nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy. Và con này thì công suất của nó cũng khá là cao luôn. Đấy, nó sẽ là 30A nhé. Công suất của nó là 30A. Đây. Về nhà các bác cắm thiết bị cắm con này vào điện này, sau đó thì cắm thiết bị quạt rồi nói chung các thiết bị khác qua đây và mình điều khiển này, bình nóng lạnh các kiểu con là điều luôn. Đó, điều khiển từ xa. Ví dụ các bác muốn tắt cái quả bóng ở ngoài hiên thì các bác cho vào là xong. Giá sẽ là 270.000 cho cái bộ điều khiển. Lên theo là điều khiển cắm trực tiếp 270.000. Con này thì điều khiển xa được 1.000m nhá, 1.000m. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vòi xanh này. Vòi xanh như này. Đấy. Vòi cam xanh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. Nó cũng giống như cái vòi hai van xả hai đầu của tôi. Đấy, lên trên là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Giá sẽ là 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. 50.000 một chiếc. Các bác có thể dùng để mình xả nước các thứ rất là ok luôn. Vòi cam xanh 50.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái ống hút dung dịch này. Cái này thì được dùng để hút rượu, hút xăng dầu. 30.000 cho cái ống hút dung dịch như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái lọ dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Dòng này thì siêu nóng luôn. Các bác dùng để bôi vào các cái đau mỏi cổ vai gáy, sống lưng, sống cổ các thứ bôi vào cho em. Rất là tiện luôn. Đó. Hàng 100% hàng của nội địa Hàn Quốc nhá, 100ml. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác bị đau mỏi vai gáy, đau mỏi cổ, đau mỏi thắt lưng, các kiểu con này điều các bác dùng con này cho em. Rất là tiện ích luôn. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000. Đây, cổ vai gáy các kiểu luôn nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc nhá, 40.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái con máy con này thì các bác lên cho em là súng bắn đinh nhá. Đấy, nó sẽ là một con súng như này. Con này thì các bác dùng để mình ghim các cái vật liệu, ghim giá rồi giá đỡ các kiểu luôn, một con súng như này. Các bác chỉ cần là lắp vào sau đó thì mình nhấp này thôi là nó sẽ bắn vào rất là tiện ích luôn. Đấy, có cả gương kính, đồ vệ sinh các thứ đầy đủ, đồ thay thế nhá. Và một cái bộ đinh như này, bộ đinh như này nhá. Đó. Thì về nhà các bác có thể sử dụng rất tiện luôn. Lên cho em là súng bắn đinh nhá, súng bắn đinh. Giá sẽ là đúng súng bắn đinh không? Súng bắn đinh 240.000. Bao ship tận nhà. Đây là cái cây súng này, các bác chỉ cần lắp cái đầu đinh vào cho em, sau đó thì bắn vào tường này. Đó. Không cần phải khoan đục bẩn thỉu mất công nhá, rất tiện ích luôn. Loại đinh chuyên dùng là đinh hạt đổ tạo áp lực đầy đinh, lực bắn rất mạnh, có thể xuyên thủng mọi bề mặt cứng nhất, rất nhẹ nhàng và chắc chắn. Dùng đó để sửa chữa, cố định vật dụng trong gia đình, sửa ống nước, đường điện rất là tiện lợi. Bác nào cần thì nhấc vào giỏ hàng đính kèm. Có cái máy này rồi, các bác không cần phải dùng máy khoan gây tiếng ồn lớn, hay là dùng búa đóng đinh rất là mất sức nữa. Đóng đinh vào bê tông hay sắt thép, đồ gỗ chỉ mất 1 giây. Máy không cần xài điện, cũng không cần xài pin, chỉ cần đặt đinh vào bắn là thủng. Loại đinh chuyên dùng là đinh hạt đổ tạo áp lực đầy đinh, lực bắn rất mạnh, có thể xuyên thủng mọi bề mặt cứng nhất, rất nhẹ nhàng và chắc chắn. Đó, giá thì sẽ là 240.000 các bác nhá. Súng bắn đinh, hàng cao cấp cho các bác luôn, 240.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái cặp sách dành cho các em học sinh, 120.000 một chiếc. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho con em nhà mình. Đó, đây.
một cái cặp chống gù lưng nhá. Dòng này là dòng đặc biệt giúp cho các bác là cho các em nó đeo nó chống gù lưng rất là tốt luôn. Có những cái phần đệm ở đây, lên cho em là cặp chống gù lưng nhá, có phần đệm ở đây chống gù lưng. Và sách của nó là để dọc, thì khi mà các em đeo vào thì nó sẽ dọc theo lưng, nó đỡ bị đè theo lưng của mình. Đó. Giá thì sẽ là 120 cành thôi. Cặp rất là to luôn, cấp 1, cấp 2 đều dùng được hết nhá. Lên theo là cặp chống gù lưng nhá. Giá sẽ là 120.000 cho cái cặp sách chống gù lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy sấy giày nhá. Máy sấy giày. Con này sẽ là 195.000 một chiếc. Dòng này thì nó sẽ là trực tiếp cắm điện 220V. Đây, điện 220V nhá. Đấy, và công suất của nó sẽ là đi có hẹn giờ hẹn giấc các thứ đàng hoàng nhá. Có hẹn giờ. Hẹn giờ hẹn giấc đàng hoàng. Và đây là cái máy này. Đấy. Đây. Các bác có thể vặn cái này lên này. Đấy. Đây, vặn cho em cái này lên, sau đó thì mình xỏ giày hoặc là các bác có thể chùm các cái phần mình muốn sấy vào đây, sau đó thì vặn cái công tắc này cho em. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 30 phút, 60 phút và 90 phút nhá. Đó. Dặn vặn cái dơ le này lên và nó sẽ tự ngắt. Đấy, thì các bác giặt giày giặt dép thì phải sấy khô. Dùng con này cho em rất là tiện nhá. Máy sấy giày 195.000. Các bác để mà nó tự khô thì nó khá là lâu, đặc biệt là giày nồm ẩm hoặc giày mưa thì nó sẽ dẫn đến là bị mục giày. Nhưng mà cái này các bác dùng thì nó chỉ khoảng là 30 phút đến 1 tiếng là khô. 195.000 cho con máy sấy giày như này. Tiếp theo thì nó sẽ là con Phương ơi. Phương ơi. Một con túi rất là đẹp. Đây, một con túi rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là túi dép nhá, túi dép. Đó, túi dép rất là đẹp luôn. Đây, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là quai đeo, quai sách đàng hoàng, rất tiện ích luôn. Đấy. Một con túi dép như này. Kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 25 và một chiều là trên 20. Túi hàng của thương hiệu dép, chất liệu da. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Con này thì giá sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một con túi dép như này. Các bác lên cho em là túi dép, giá của nó sẽ là 95k cái túi dép như này các bác nhá. 95.000. Lên mã giúp cho em là túi dép, giá sẽ là 95k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con nguồn led này. Đấy, nguồn led đây. Nguồn led. Con này thì sẽ là 150.000 cho một con nguồn led 12V như này. Nguồn led 12V. 150.000 nhá. 150.000 cho con nguồn led 12V như này. Rất tiện ích luôn. Thì các bác có thể đấu các cái nguồn led vào đây chưa? Bác nào có thợ có nghề là biết rồi. Nguồn led 12V, giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Ngoài ra thì bên shop có bán cái dây led đây. Dây led này sẽ là 30.000 một dây. Một dây của nó sẽ là 20 mắt này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, nó sẽ vào 20 mắt như này. Và về nhà các bác cắt ra cho em, sau đó thì mình có thể dán lên, có băng dính hai mặt rồi. Các bác có thể dán lên cửa, lên cổng hoặc là quấn vào cây rất là ok. Nó là dòng led ngoài trời, chịu được mưa nắng nhá. Màu của nó là màu trắng, led màu trắng rất là đẹp luôn, rất là sáng, gắn vào tủ kính cũng được. Các bác lên cho em là mên led nhá. Mên led 30.000 một mên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi phun thuốc nhá. Một cái vòi phun thuốc như này. Con này các bác dùng để mình phun thuốc sâu này, xịt rửa các thứ rất là tưới cây cái thứ rất là ok luôn. Đầu vòi xịt này các bác chỉ cần xoáy vào cái chai Coca cho em là xong. 35.000 nhá. 35.000 cái vòi phun thuốc như này. Đấy, bơm vào đây thì các bác bơm tay ở đây này. Đấy, xoáy vào chai Coca là xong, đầu xịt đây. Đấy. Van xả bằng đồng nhá, rất là ngon luôn. Lên cho em là vòi phun thuốc 35.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là hai cái thước kẹp gem nhá. Đầu tiên nó sẽ là một cái con thước bằng sợi carbon nhá. Con này bằng sợi carbon chứ không phải là bằng thép đâu. Đấy, nó là sợi carbon thôi, nhưng mà dùng rất là ngon luôn. Đây, này nó có cái tấm giấy bóng, các bác bóc vào cho em. Đấy, để dùng để kẹp gem này. Đó. Các bác có thể đo bên ngoài này, đo bên trong và đo chiều sâu. Có 3 cách đo nhá. Cái này bên này là sẽ là đo đường kính bên ngoài, đường kính bên trong này và đo chiều sâu ở đây nhá. Con này thì nó sẽ là 15 cm. Đó. Giá thì sẽ là một con thước kẹp gem bằng sợi carbon như này là 100.000. Ngoài ra thì bên em có một con nó sẽ là bằng cơ và bằng thép nhá. Con này thì sẽ là 150.000. Đấy. Con này thì nó bằng thép, hàng của Unica. Hàng Unica của Nhật nhá. Đây. Đấy, Unica Japan này. Đó. Con này thì nó sẽ là bằng thép nguyên khối như này và các bác đo là bằng cơ. Nó cũng có 3 chiều đo như vậy. Con này thì nó sẽ là đo được cũng là 15 cm. Đấy, các cái thông số của nó đây. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Lên cho em là kẹp gem bằng cơ nhá, kẹp gem bằng cơ 150.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh nhá, vít xanh. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ vít xanh như này. Đấy.
Bộ này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, một tay vít này, 30 đầu vít này. Đó, và một tay nối dài nữa. Lên cho em là vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái hộp vít xanh như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái bọc yên nhá. Đấy, cái này là 45.000 cho cái bọc yên như này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác bọc vào yên xe để giúp cho các bác là khi mình sử dụng ấy thì mưa nắng nó không bị ướt này. Mưa không bị ướt và nắng không bị nóng. Đấy, vì cái da bình thường nó sẽ nóng, nhưng mà cái này nó là bằng sợi cước, cho nên là vừa chống nóng vừa là nước. Khi các bác dùng mà có bị nước cũng không sao nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bọc yên, 45.000 cái bọc yên như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em đó là cái máy rửa xe chạy bằng pin nhá, 300.000 chạy bằng pin như này. Đấy, đây là máy của nó này, lắp pin vào này. Đấy, các bác lắp pin vào cho em này. Đó, lắp pin. Đó, lắp pin và các bác lắp kết nối vào cho em các cái đầu vòi đầu viếc này. Đó, máy rửa xe chạy bằng pin nhá, dây giếc này, cáp sạc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. 300.000 cho một con máy rửa xe bằng pin như này nhá, 300k. Nước nó thịt ra này. Đấy, 300.000 thôi, pin viếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, chọn bộ như này, chọn bộ một cái bộ máy rửa xe pin như này, giá chỉ có 300.000 thôi, 300k trong cái bộ này. Về nhà các bác dùng để mình xịt rửa xe, tưới cây đầy đủ cho các bác luôn. Đây các bác này, đấy, sẽ là một, bao gồm thêm một thân máy này, dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét này. Một thân máy dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Và nó sẽ có cho anh em là đầu thứ nhất là đầu cho anh em rửa xe này. Thì đây nó sẽ là cái đầu đỏ này, là đầu anh em rửa xe. Khi anh em tháo lắp thì anh em đẩy cái lấy này. Đấy, sau đó thì anh em đẩy lấy này, sau đó thì anh em đẩy cái lấy này vào. Đó. Thay cho mình cái đầu vòi này thì cái này thì để anh em xịt tuyết này. Đấy, cái này để anh em cho nước rửa bát vào đây. Cho nước đầy vào đây để anh em xịt tuyết để anh em rửa xe. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em cái đầu vòi trắng này để anh em tưới cây. Đấy, đầu vòi trắng này để anh em tưới cây đầy cỡ đấy. Đó, 300.000 anh em nhé. Hello, chào các bác, quay trở lại với số phỏng vấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Các số hotline của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác 3 mẫu đồng hồ nhá. Rolex thì sẽ có là Rolex mặt vàng, Rolex mặt đen và một mẫu đồng hồ cái này là cái gì? Orin à? Mẫu đồng hồ SK nhá. Đấy, SK. Thì con SK này giá của nó sẽ là bao nhiêu? SK này là 260 nhá, còn Rolex thì của nó sẽ là 300 tròn. Rolex là 300 tròn nhá. Rolex thì bên em có hai mẫu là mẫu mặt vàng thì to hơn một chút và mẫu mặt đen này. Đó, đây là hai mẫu Rolex này. Rolex thì đều là 300 nhá. Thì các bác lên cho em là Rolex mặt vàng hoặc Rolex mặt đen. Đấy, còn đây nó sẽ là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK này. Con SK này thì cũng rất là đẹp luôn. SK Orin nhá, SK Orin. Mặt đỏ rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Thì có 3 mẫu như này nhá. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đeo vào thì lên form lên dáng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ Rolex này. Đấy, Rolex cực đẹp luôn. Đấy, Rolex này. Tiếp theo là đến con Rolex mặt đen này. Đó, thấy không? Rolex mặt đen. Và con SK. Đấy, SK 260, Rolex 300. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mẫu thắt lưng nhá. Đấy. Thắt lưng. Cái này thì nó sẽ là dòng thắt lưng thanh lý này.
Đấy, thắt lưng thanh lý. Này là bao nhiêu? Mẫu thắt lưng da bò nhé. Hàng da bò thanh lý. Đấy. Hàng các bác lên cho em là chất liệu của nó thì bằng da bò. Và tên thì nó sẽ là thắt lưng thanh lý nhá. Giá của nó sẽ là 65.000 một chiếc này. 65.000 một chiếc. Còn lại là cái ví này thì cũng là ví da bò luôn. Giá là 40.000 à. Ví này thì sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Còn bác nào mua combo thì sẽ là 100.000 cho hai món như này. 100.000 cho cả ví và thắt lưng luôn nhá. 100.000 cho cả ví và thắt lưng thanh lý nhá. Lên cho em là ví thắt lưng thanh lý, chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên. Và giá thì sẽ là 100.000 cho một đôi như này, bao gồm cả thắt lưng cả ví này. Ngoài ra thì bên shop có cái thắt lưng da bò hàng cao cấp. Đấy, da bò hàng cao cấp thì con này giá của nó sẽ là 190 nhá. Còn ví của nó thì sẽ là 120. Thì nó sẽ có hai mẫu như vậy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy, tiền nào thì của đấy thôi. Đấy, một dòng thì 190 một chiếc, mà một dòng thì 190 cả đôi thì nó sẽ khác nhá. À, 190 một chiếc, còn một dòng thì 100 cả đôi thì nó sẽ lại khác các bác nhá. Thì các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, đây nó sẽ là dòng mặt trắng gương đẹp như này, mặt trắng gương rất là đẹp luôn nhá. Mặt trắng gương rất là đẹp. Con này thì sẽ là 190.000 một chiếc nhá. 190.000 một chiếc. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA này, made in USA nhá. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ nhá. Lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ, made in USA. Con thắt lưng này thì sẽ là 190.000, mà con ví này là 120 nhá. Con ví này là 120. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt RP7 này, xịt RP7. Con này thì giá của nó sẽ là 7 nhá. Đấy, con này thì chuyên chống căng luôn. Chuyên chống gọi là bị ăn mòn này, gì sét này, nói chung là đa di năng luôn, cửa kêu cọt kẹt này, rồi ốc tiếc các bác bị khó này, ổ khóa với các bác xịt vào cho em. 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng xếp nhá. Đây. Võng xếp này. Đấy, con này thì khá là rộng luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, võng xếp này rất là rộng luôn. Chiều dài của nó thì chiều rộng của nó thì khoảng 1 mét. Còn chiều dài của nó thì nó vào khoảng là trên 2 mét. Và cái phần ngang này của nó thì nguyên cái phần ngang đai này của nó thì vào khoảng là 70 nhá, 70. Tiếp theo thì em con này võng xếp. Rồi kia đi. Con võng xếp này thì sẽ là 120.000 thôi. 120.000 cho một con võng xếp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, có cả dây cho các bác này, có dây, có túi đựng này. Đấy, và đây nó sẽ là con này thì cả đai của nó thì chiều dài của nó cũng vào khoảng là đi 2 mét, và nguyên cái phần võng này khoảng 1m8 này. Đấy, các bác nằm cũng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 90.000 thôi. 90.000 cho cái võng dù quân đội như này. Lên tên là võng dù quân đội, giá sẽ là 90.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, bỏ cái này lên luôn. Đó là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Đấy, chịu tới 200 độ C này. Đó, 40.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia đũa inox nhá. Đũa inox của Đức 55.000 cho một vỉ như này. Hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 như này. Inox 304 hàng thương hiệu Winling của Đức, 55.000 một vỉ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa sứ nhá. Đũa sứ sẽ là 50.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm 5 đôi. Đũa inox 5 đôi, đũa sứ 5 đôi, còn đũa sợi thủy tinh thì sẽ là 10 đôi. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì bằng sứ nhá. Các bác dùng thì bám dính tốt này. Đấy, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập này. Dùng thì cực kỳ sạch sẽ, an toàn, rửa nhanh khô nhá. Lên cho em là đũa sứ. Giá một vỉ đũa sứ như này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga nhá. Khò ga thì nó sẽ là khò ga trắng như này, khò ga trắng là 50.000, còn khò ga đại hàng của Nhật này, made in Japan này. Đó, hàng của Nhật. Con này thì sẽ là 100.000 nhá, Kabushi Japan đây. Đó, con này thì sẽ là 100.000, còn con này là 50.000. Tất cả đều có điều chỉnh nhiệt độ nhá, có điều chỉnh nhiệt độ hết. Đấy, khò ga trắng 50.000, khò ga đại 100.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tăm nước nhá. Tăm nước đây. Đấy, nó sẽ có 4 đầu nước như này, 1 2 3 4 đầu nước này. Vệ sinh răng, vệ sinh lưỡi, vệ sinh khé các kiểu con là điều luôn. Đấy, giá sẽ là 160.000 cho cái tăm nước như này nhá. 160.000. Đấy, nó bơm cực kỳ là khỏe luôn, và nó xối vào trong các cái kẽ răng, làm sạch răng lợi rất là tốt luôn. Đấy, đây của nó thì sẽ có cáp sạc 4 đầu. Đấy, tăm nước 160.000 dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, công tắc đây các bác bật lên cho em này. Đấy, nó sẽ hút nước này, và có cho các bác là 4 chế độ luôn. Đó, 4 chế độ luôn nhá. Tăm nước 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia cá sấu vàng nhá. Cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 2 đầu như này.
hai đầu và một dây thắt lưng nhá. Đây, hai đầu thay rất là đẹp luôn. 160.000 nhá, 160.000 cho 150.000 thôi, 150.000. Nguyên hai cái đầu thay của nó đã là hàm hố rồi. Và đây là hộp đựng này, hộp đựng và dây của nó luôn. Đây, dây của nó thì chất da rất là mềm luôn nhá. Đấy, chất da mềm mịn dùng rất là thích luôn. Hai đầu dây để các bác có thể thay tháo này. Hai đầu dây luôn, rất đẹp các bác này. Đó. Giá thì sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là cá sấu hộp 150k. Hàng đựng trong hộp như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia súng thư giãn 170.000 nhá. Bao gồm cho các bác là một súng như này và có kèm cho các bác là đi 4 đầu massage luôn. Đây, con này thì dùng rất là thích này. Các bác nhấn lì cho em là máy sẽ chạy này, con này. Dùng rất là mạnh luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Nó sẽ có cho các bác là 5 cấp độ rung nhá, 6 cấp độ rung luôn. Đấy. Các bác xem đánh vào các bắp tay này. Đấy, các bác đau mỏi vai gáy, đau cổ này. Đấy, các bác đau chỗ nào các bác dùng cho em. Đó. Nó sẽ có cho các bác là các cái đầu massage như này nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, có cáp sạc đi kèm này, 4 đầu massage nhá. Lên cho em là súng thư giãn, chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia vắt cam bằng tay nhá. Vắt cam bằng tay 50.000. Các bác dùng để mình vắt cam nó rất là tiện, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Chỉ cần đặt ngược cái này, đấy, nó sẽ có khóa cái này rồi. Các bác giữ cái quà này, sau đó thì mình vắt này. Vắt xong thì mình uống trực tiếp hoặc rót ra cốc này. Rất là sạch sẽ luôn nhá. Vắt cam bằng tay, giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho cái vắt cam bằng tay như này nhá. Lên cho em là vắt cam bằng tay 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm nhá. Khăn tắm Hàn Quốc này. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc 40.000 chiếc như này. Đấy, rất là to luôn. 70 1m2 nhá. Đấy, 70 1m2. Đó, 70 1m2 luôn. Đấy. 70 1m2 hoặc 1m4 gì đấy, nói chung là rất là to. Các bác chùm cho người thoải mái luôn. Đó, mỗi khăn tắm như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có 40 cành thôi. 40 cành cho một con khăn tắm như này nhá. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. 40k. Các bác lên cho em là khăn tắm nhá, giá sẽ là 40.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số mã hàng mới bên em tiếp tục cập nhật gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ghế các bác này. Đấy, ghế thì bên em về nó sẽ có hai mẫu. Đấy, đây, cái này nó có cả quai sách như này luôn. Và con này thì các bác có thể gấp gọn vào được nhá. Đây. Gấp gọn vào này. Đấy, gấp vào nó rất là gọn như này. Cái đường kính của nó thì nó vào khoảng là trên dưới 10 cm thôi. Còn chiều dài của nó thì chiều dài khi mà con này khi gấp gọn vào nó vào khoảng là 70 cm. Đó, còn khi giả ra thì nó sẽ to rộng như này các bác này. Đấy, giá to rộng như này, người từ 70-80 cân đến một tạ cũng ngồi thoải mái luôn. Nó là dòng đai 4 chân rất là chắc chắn nhá. Con này thì giá sẽ là 260.000 bên em bao ship tận nhà. Ngoài ra thì bên shop có bán cái con mini này. Con mini này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con mini này. Đấy, em sẽ test ngồi cho bác xem. Đây, đấy. Người mẫu này thì vào khoảng là 60 cân, ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Không có hề hấn gì các bác nhá. Rồi em có thể dãy dọn đi, đấy, thoải mái luôn. Đấy. Ok cho các bác, rất thoải mái luôn nhá. Rồi ghế nhỏ này. Ghế nhỏ này thì 70.000 thôi. Con này thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc là xe máy để mình mang đi. Đó, đây cũng rất là ok luôn các bác nhá. Thoải mái luôn, cực kỳ vững chãi và ngon lành. Ok. Con này thì bản của nó sẽ là 20 bản của nó tầm 25 nhá. Bản 25, cao 25, vuông 25. Đấy, nói chung là nhỏ gọn, con này nhỏ gọn. Giá chỉ có 70 cành thôi. Các bác ném lên ô tô ấy, để mình sử dụng khi mình di chuyển nhá. Đó, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tiếp theo thì sẽ là cái mã chổi lau nhà nhá. Chổi lau nhà. Con này thì lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá sẽ là 250.000 cho bên em thùng lau nhà như này, 250k nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng lau có bánh xe đẩy này. Một thùng lau có bánh xe đẩy và một cái bộ lau. Nói chung cái này thì bác nào không biết rồi, em giới thiệu qua thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em là xong. Bộ lau thì sẽ là một lau bông và một lau bông và một lau gen nhá. Đó. Và có cho các bác là hệ thống vận hành trơn tru ngon lành. Nói chung là 250.000 bao ship đến tận nhà. Hàng chất lượng, có bánh xe đẩy đàng hoàng nhá. Nhựa dày dẫn chắc chắn. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng là 300-350.000 nhá. 300-350.000. Đấy. Đấy, hệ thống quay vắt này. Rất là ngon luôn. Lên cho em là thùng lau nhà 250.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã đó là cái mã ghế hơi này. Đây. Khi các bác bơm lên thì nó sẽ là một cái ghế hơi như này. Một cái to, một cái nhỏ. Con to này thì sẽ là 62 x 116 x 98 x 83. 116 này, chiều sâu 116 này. Đấy, chiều dài rộng. Rộng là 98 và cao là 83 nhá. Đấy, còn con nhỏ đây, con nhỏ thì là 62 62 31. Đó, các bác về các bác bơm hơi lên là dùng thôi.
Giá sẽ là 350.000 cho con ghế hơi như này nhá, 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ màu nhá, bộ màu đây. Lên xem là bộ màu cầu vồng nhá, 100.000 cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì các bác để cho các em nhỏ nhà mình thỏa sức sáng tạo luôn. Tô tập vẽ rồi nói chung là các kiểu con này điểu luôn. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Giá thì đang gửi tới các bác chỉ có 100.000 thôi. Đấy, và đầu năm học rồi các bác có thể mua cho các em học sinh hoặc là mua để làm quà sinh nhật tặng quà cho các em nhà mình luôn. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì các loại màu luôn. Giá sẽ là 100.000. Nếu con này các bác ra hiệu sách mua thì nó sẽ là vào khoảng 150 các bác. Hiệu sách thì họ sẽ bán cho các bác khoảng 150 đấy. Nhưng mà bên em thì em thanh lý cho các bác giá tốt chỉ có 100k cho cái bộ màu cầu vồng này thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bột thông cống nhá, 25.000 cho một kia tẩy xanh nhá, 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này, 25.000. Các bác dùng để mình tẩy xoong nồi, vành bánh rồi xe cộ là ok. Đấy. Vỏ xe, vỏ xước nhá. Đấy, rồi xoong nồi, bánh xe, vỏ xe ô tô, 25.000 tẩy xanh. Đấy, rồi tiếp theo thì nó sẽ là cái mã dây tắm nhá, 15.000 chiếc này. 15.000 chiếc. Cái này thì nó sẽ là bằng cao su non. Đấy, cao su non. Dùng rất là thích luôn. Các bác dùng để mình tắm kỳ cọ rất là sạch sẽ. Dây tắm 15.000. Tiếp theo thì sẽ là cái mã áo mưa choàng như này. Đây, nó sẽ là áo mưa choàng như này và có cả mũ luôn. Áo mưa choàng có cả cái viền mũ như này. Khi các bác mặc lên thì nó đúng như trên hình như này nhá. Áo mưa choàng. Giá sẽ là 100.000 cho con áo mưa choàng như này. Con này nếu các bác mua ngoài nó sẽ bán cho các bác khoảng từ 150 đến 200 nhá, 150 đến 200. Đấy, đây. Khi các bác mặc vào nó sẽ như này. Đó, áo mưa choàng có cả đầu chấn mũ như này nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho con áo mưa choàng như này thôi, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá, 30.000. Các bác xịt trực tiếp lên các bề mặt mà đồ nhôm, đồ sành, đồ sứ, đồ thiết bị vệ sinh để tẩy cặn canxi. 35.000 cho cái chai tẩy cặn canxi này nhá, 35.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia viên tẩy lồng giặt nhá, viên tẩy lồng giặt 25.000 một hộp, 12 viên. 25.000 một hộp 12 viên, các bác dùng để mình tẩy lồng giặt, vệ sinh lồng giặt rất là ok luôn. 25.000 một hộp nhá. Lên cho em là viên tẩy lồng giặt nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser nhá, thước laser. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu qua thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con thước laser như này. Có kèm cho các bác là một cái đầu laser nhá. Đấy, đây, các bác đây. Đó, đầu laser đây. Các bác nhá. Đây, đầu laser dọi lên tường rất là ngon luôn các bác này. Đó, đầu laser nhá. Đó. Các bác thấy không? Lấy góc vuông cũng biết đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con thước laser như này nhá. 90k cho một con thước laser này thôi. Giá sẽ là 90.000 các bác nhá. Đó. 90.000 cho con thước laser như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser 90.000 các bác nhá, 90.000. Tiếp theo thì cái hộp miếng dán ngày cứu nhá. Một hộp này 12 miếng. Các bác chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau nhức vai gáy cổ thì các bác bóc ra dán vào cho em, nó sẽ là hình tam giác như này, dán trực tiếp vào cổ vai gáy. Chất liệu của nó là nhảy cứu và than tre hoạt tính, giúp cho các bác chống đau nhức mỏi vai gáy. Đây, bóc ra dán vào cổ vai gáy cho em, giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này, 20.000 cho hộp. Tiếp theo thì sẽ là giấy ăn nhá, giấy ăn một bịch này của nó, cái này bao nhiêu nhỉ, 10.000 một gói giấy như này nhá, 10.000 một gói giấy như này, một 10 gói là 80.000 nhá, 10.000 một gói. Giấy siêu dai luôn, giấy siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, giấy siêu dai luôn. Đó, các bác thấy không? Rất dài nhá, rất dài luôn. 10.000 một gói như này và các bác mua 10 gói thì sẽ là 80.000 nhá. 10 gói là 80.000, còn một thùng của nó là 20 gói là 140 thôi. Đấy, một thùng 20 gói chỉ có 140 thôi, còn mua 10 gói thì là 80.000. Mua lẻ là 10.000 một gói, 20.000 ba gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ treo tường nhá. Giá chỉ có 75 cành thôi. 75 cành cho một con đồng hồ treo tường như này. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tay. Treo tường 75 cành, chiều rộng của nó thì đường kính của nó chỉ vào khoảng là đi 20 cm thôi. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng nhá. Giá sẽ là 75.000. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này nhá. Đường kính khoảng 20 cm. Rất nhỏ gọn xinh xắn này. Tiếp theo thì cái bóng tích điện này. Đấy, con này thì các bác thông cảm là đợt này nó ít nắng cho nên là nó mất, nó không tích điện được, thì về nhà các bác tự sạc qua cho em nhé, tự sạc qua. Đấy, nó hết điện nữa rồi, về nhà các bác tự sạc qua. Lên cho là bóng tích điện nhá. Đó, bóng tròn. Lên cho là bóng tròn, bóng tròn giá thì 80.000 thôi, về nhà các bác tự sạc qua cho em.
Đấy, cái này để lâu nó bị hết hết điện rồi. Về nhà các bác tự sàng vào cho em nhé. Bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì sẽ là cái phao nước nhá. 60.000 thì cái phao nước như này. Đây nó sẽ là một cái phao rất là tiện ích luôn. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào cái hệ thống nước nhà mình là xong. Nước ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Nước ngập 1 cm là tự ngắt. Đây nha là phao nước, giá sẽ là 60.000 cái phao nước như này nhá. Đấy, 60.000 cái phao nước như này. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn đeo đầu wifi 130.000 nhá. 130.000 cho con đèn đeo đầu wifi như này. Con này rất là tiện luôn. Đấy, đây. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn ngon lành. Hàng này thì rất chất lượng rồi. Đây, hàng của Đức các bác nhá. Hàng của Đức này, made in Germany này. Đó, hàng của Đức nhá. Đây. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, rất sáng luôn, các bác theo. Đó. Và có chế độ cảm biến này. Đấy, tay gạt qua này là sẽ tự tắt này. Đấy, tự bật tự tắt cho các bác luôn, rất là tiện. Giá này sẽ là 130.000 cho con đèn đeo đầu cảm biến như này nhá. Đấy, lên theo là đèn wifi 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã nước hoa nhá. 120.000 một lọ. Nước hoa thì nó sẽ có hai dòng, một dòng của Gucci và dòng của Chanel. Đấy, em chỉ còn có mấy lọ thôi, thanh lý cho các bác giá 120.000 một lọ, còn có 2-3 lọ này thôi. Thanh lý cho các bác 120.000 một lọ nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa như này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện nhá. Đấy, hàng của Chanel và hàng của Gucci nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa 100ml. Tiếp theo thì sẽ là cái cây lăn bụi nhá. Đấy, đây cây lăn bụi này. 25.000 một bộ như này, bao gồm cho các bác là 3 con lăn. Đây, 3 con lăn tất cả. 3 con lăn và có kèm cho các bác là các cái thanh như này, các bác bóc cái này ra, sau đó thì mình lăn đi là cái bụi bẩn nó sẽ bám lại ở trên cái thanh này các bác nhá. Đây, em sẽ test thử cho bác xem này, đây nhá. Đây. Về nhà thì các bác bóc cái vỏ này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ ở đây nó sẽ có một cái lớp màng. Mình bóc cái màng này ra là bắt đầu là nó sẽ bật ra và các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy. Đây nó sẽ có cái lớp màng ở đây. Đây. Cái này nó dùng được rất là nhiều và rất là hữu ích nhá. Đây các bác bóc cái màng ra cho em này. Đấy. Là nó sẽ đây, đấy bóc cái màng này ra. Bóc cái màng này ra thì đồng nghĩa với việc là cái lớp bụi nó sẽ dính vào cái màng này. Đây này, em lăn này. Đấy. Đây. Đấy các bác thấy không? Vừa lăn tí nhá. Màng đang trắng tinh mà lăn phát bụi bẩn nó bám vào đầy luôn. Các cái bụi mịn bụi miếng nó bám vào hết luôn các bác này. Đó. Thì nó rất là tiện này. Sau đó thì các bác lại lột vứt đi này. Lột vứt đi cho em. Đấy, lột vứt đi. Sau đó thì mình lại lăn. Đây, mình lại lăn tiếp này. Đấy nhá, lại lăn này. Lăn một tí là nó bám bụi đầy luôn. Đấy. Bám bụi đầy luôn các bác theo. Thì rất là tiện luôn. Rất là sạch sẽ vệ sinh nhá. Giường thảm rồi quần áo rồi lông thú lông thiếc các bác vệ sinh thì nó rất là tiện. Sạch sẽ lắm. Đấy, các bác lăn đi cho em. Sạch sẽ luôn. Sau đó thì các bác lại lắp vào. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con lăn như này. Giá của nó sẽ là một bộ này của nó là 25.000, bao gồm cho các bác là 3 con lăn, 3 con như này 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Con vòi nối này thì giá sẽ là 70.000. 70.000 cho con vòi nối như này. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu gen nguồn nước nhà mình là xong. Nó sẽ có hai chế độ, một là chế độ vòi hoa sen, hai là chế độ vòi ở giữa như này, rất là tiện. Vòi nối giá là 70.000 cho con vòi nối như này nhá. 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác ba cái loại xịt rửa này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là xịt nhà tắm này. Xịt nhà tắm thì con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho chai xịt nhà tắm như này. Đây thì nó sẽ là một cái dòng bọt kem như này các bác này. Đấy, xịt nhà tắm nhá. Đấy, vết các vết bám vết bẩn ở trên nhà tắm, đồ sành đồ sứ. Đây. Đấy, xịt nhà tắm 40.000. Con này thì xịt bếp này, chuyên trị dầu mỡ các kiểu này. Đây. Cũng là dạng kem nhá. Đấy, dạng kem như này. Đó. Con này thì các bác dùng để xịt bếp đi em. Chuyên dầu mỡ nhá, dầu mỡ các vết bám dầu mỡ. Đó, con này là 45.000. Còn đây là một cái chai xịt cái này nó là xịt cái gì đây? Hả? Cái này là xịt vệ sinh điều hòa nhá. Đây khử khuẩn các bác này. Vệ sinh điều hòa khử khuẩn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 45.000 cho chai xịt vệ sinh điều hòa như này. Đấy các bác bóp đều cho em sau đó thì mình xịt đây. Đây nó có cái lẫy mở đây các bác tháo cái này ra này. Tháo lẫy này ra mình xịt nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là xịt điều hòa nhá. Xịt điều hòa con này thì giá sẽ là 45.000 cho cái chai xịt điều hòa như này nhá. 45.000 vệ sinh điều hòa. Tiếp theo thì nó sẽ là con kích điện 175.000. Con này thì kích từ điện ắp quy 1224 lên 220. Nhà bác nào có ắp quy kể cả ắp quy xe máy, các bác tháo ắp quy xe máy ra, tháo cái ắp quy xe máy ra câu vào là xong. Đó là kích điện 220 dùng để sạc
giết các thứ ok hết nhá. Tiếp theo thì cái cân treo nhá, cân treo thì con này sẽ là 70.000, cái mã cân treo như này 70.000, về nhà các bác lắp pin và là sử dụng thôi. Số của nó là số điện tử rất là dễ dùng luôn, cân treo 70.000 đấy, cân treo 70.000 rất tiện ích luôn đó. Tiếp theo thì sẽ là con này, con lấy dây tai nhá. Đấy, đây nó sẽ là giọng lấy dây tai bằng đèn, có đèn luôn đó, có đèn nhá. Đây lấy dây tai bằng đèn quá này. Đấy, có đèn luôn đây, có đèn như này. Đấy, để các bác đưa vào trong cái khóe tai các bác lấy này. Đấy, nó sẽ có hai thiết bị, một là đầu gắp như này và hai là đầu lấy nhá, sẵn sàng pin biếc đầy đủ cho các bác luôn, có pin biếc các thứ đầy đủ hết nhá. Đây có cả cái đầu này nữa này, đầu này thì các bác cũng lắp pin và sau đó thì mình xoáy cái đầu lấy dây tai vào. Đấy, combo cho các bác một cái bộ lấy dây tai như này, giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 thì cái bộ lấy dây tai đèn nhá, 60.000 giá hợp lý cho các bác luôn, 60.000 cho bộ lấy dây tai đèn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán nhá. Đấy, móc dán về nhà các bác bóc cái này ra, sau đó thì dán vào cho em 2 4 6 8 10, một bộ này của nó là 10 chiếc này, 10 chiếc như này nhá. Cái này bên em bán lẻ nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá, 20.000 cho 3 cái. Đó, 20.000 3 cái, còn nếu các bác nào thích mua cả chục thì mua. Đây một tí này là cả chục cái luôn. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá, 120.000 cái bộ 5 đĩa tròn như này. 120.000 các bác. Đây, nó sẽ 5 cái đĩa, đường kính nhỏ nhất thì nó sẽ vào khoảng 18 cm và to nhất thì nó vào khoảng 25 cm. Đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 120.000 cho 5 cái luôn. 120.000 cho 5 cái. Từ to đến nhỏ 120.000. Giá vo gạo này 75.000 cho cái giá vo gạo như này. Hàng inox 304, dùng để vo gạo đựng rau. Đấy, có gạo các bác cho vào đây cho em nhá, cho vào đây. Sau đó thì mình gạn nước đi là nó sẽ đọng gạo ở đây. Rồi ok. 75.000. Hello các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái ổ điện 3 tầng này. Đây, con ổ điện 3 tầng như này có chân cắm USB nhá, có 1 2 3 chân cắm USB. Dây dài thì khoảng trên 1 mét này, có chân cắm USB. Đấy, và tổng của nó là mỗi tầng này là có 4 ổ, có công tắc đóng ngắt nhá. Một con ổ 3 tầng như này thì các bác dùng rất là đã luôn. Các bác để ở đầu những cái khu nào mà mình cần phải cắm thiết bị nhiều thì mình dùng con này chứ, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 100 cái ổ 3 tầng này bao nhiêu Phương? 150.000 nhá, 150k cho một con ổ 3 tầng như này, 150.000. Có 3 chân USB này, 3 chân USB, có công tắc đóng ngắt này, có cầu dao an toàn luôn. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện, 150.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 130.000 cho một con cân sức khỏe như này. 130k, có kèm cả pin biếc đầy đủ cho bác luôn. Kèm pin, kèm thước đo đầy đủ cho bác một con cân như này. Các bác dùng thì mình cân thì rất là tiện, lắp vào là mình cân thôi. Lắp vào là mình cân nhá. Cân này thì mặt cân của nó là kính cường lực này. Mặt cân kính cường lực, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, số điện tử mặt cân kính cường lực có báo nhiệt độ cho các bác luôn. Đó, mặt cân kính cường lực. Con này cân được tới là 190kg, 188kg. Các bác cứ để trong để đầu nhà để mình trong góc nhà để mình đo đạc rồi cân đo sức khỏe các nhá, cân sức khỏe. Giá sẽ là 130.000. Lên cho cân sức khỏe 130k nhá. 130k cân sức khỏe này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một con chắn bếp ga như này. 25k. Các bác dùng thì mình chắn bếp ga này, 25k. Đó, chắn gió bếp ga thì mình dùng để mình đặt vào cái bếp ga nhà mình chắn cho gió bão nó khỏi bị gió gọi là gió quạt mình đun, hoặc quạt hoặc gió ngoài tự nhiên nó sẽ tạt, nó mất ga đi và các bác đun nó sẽ không được giữ được nhiệt. 25.000 nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt. Cái chai này là để các bác xịt khởi động lại động cơ bị ấy nhá. Đấy, xịt RP7 này, RP7. Xịt RP7 giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho chai xịt RP7 như này. Đấy. Làm cho động cơ của các bác bị chống bị han gì các thứ là khởi động lại động cơ này, ốc vít các thứ này. Đấy, rất là tiện luôn. Bác này sửa chữa này. Hàng của Haboshi của Nhật nhá, Haboshi của Nhật. Đó, 50.000 cho chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ ba trà lưng, giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000 thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, thì các bác nhận được hàng là trong túi như này. Đấy, trong túi như này nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây này. Cái này là cái dây để các bác tắm thì lúc các bác kỳ thì mình
kỳ lưng này, lưng rồi nói chung là chân tay đều được hết, mình cầm mình kỳ. Đấy, tiếp theo là một cái bông tắm như này, một cái bông tắm như này. Đó, bông tắm thì các bác đeo vào tay này cho em để mình tắm này. Đấy, tiếp theo là một cái cọ như này. Cái cọ này thì các bác đeo vào tay này cho em này. Đấy. Đây. Các bác có thể đeo vào tay như này, đeo vào tay như này để mình đây, đeo vào tay như này. Đấy, đeo vào tay này mình kỳ này. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đây, nó có cái này. Các bác đeo vào mình kỳ này. Đấy, kỳ này thì nó sẽ rất là sạch này. Đấy, sạch vệ sinh mà rất là thích luôn. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mặt như này. Các bác có thể đeo tay vào như này, đeo tay này mình kỳ cọ cho em. Đấy, khi mình tắm thì mình kỳ cọ rất là thích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 nhá. Bộ ba trà lưng, giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái bộ ba trà lưng như này nhá. 30.000 cho bộ ba trà lưng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy đánh trứng, giá sẽ là 80.000 nhá. Con này thì nó sẽ là một con máy chạy bằng pin như này. Đấy, một con máy chạy bằng pin này. Đấy, chạy bằng pin và nó sẽ có hai đầu. Hai đầu như này, một đầu gọng vó và một đầu lò xo như này. Đấy. Các bác đưa vào đánh trứng, đánh cà phê. Buổi sáng các bác pha cà phê đưa con này vào đánh. Rất là ngon luôn nha. Máy đánh trứng, đánh cà phê. Giá thì sẽ là 80.000 nha. 80.000 cho con máy đánh trứng, đánh cà phê như này. Rất là tiện luôn, dùng rất là ngon. Máy đánh trứng, đánh cà phê. Rất là ngon luôn nha. 80.000 cho con máy đánh trứng, đánh cà phê như này. Đó, còn đây là cái bông để các bác khi mình tắm thì mình kỳ. Đây. Đấy, đeo vào này cho em này. Đấy. Kỳ rất là sạch luôn. Đó, đây. Đấy, rất là tiện ích nha. Giá thì sẽ là 30.000 cho một cái bộ combo như này. Combo này. Bộ ba trà lưng nhá, bộ ba trà lưng. Giá sẽ là 30.000. Rồi ok. Hello chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho bác hai cái dòng chai xịt nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là xịt bếp. Con này thì sẽ là 45.000 trên một chai nhá. Đấy. Các bác xịt để mình tẩy các cái vết dầu mỡ, vết bám. Đó. Lên cho em là xịt bếp, con này thì sẽ là 45.000 một chai. 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Còn cái chai này thì nó sẽ là xịt nhà vệ sinh nhá. Xịt nhà vệ sinh thì con này của nó sẽ là con xịt nhà vệ sinh này thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho cái chai xịt nhà vệ sinh như này. 50.000. Đó. Thì cái dòng này khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dòng bọt như này các bác này. Đấy, dòng bọt như này. Thì nó giúp cho các bác tẩy rất là tốt luôn. Tẩy sạch các cái cặn bám, vết dầu mỡ, vết cặn bám. Đó. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tẩy sạch vết dầu mỡ, vết cặn bám, vết canxi nhá. Đó. Con xịt bếp này thì là 45.000, còn con xịt nhà vệ sinh thì sẽ là 50.000. Xịt bếp là màu vàng, còn xịt nhà vệ sinh là màu xanh. Vâng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay hạt nhá, máy xay hạt. Hay còn gọi là máy xay khô. Đấy, cái này chỉ xay khô thôi, xay các loại hạt nhá, sử dụng điện 220V. Rất là khỏe luôn các bác, chỉ cần cắm vào là xay. Còn có các cái đầu lưỡi xay như này. Đấy, xay hạt, xay khô, xay tiêu, xay điều, xay cà phê. 120.000 cho con máy xay khô như này nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Cái vòi này thì các bác nối vào cái vòi rửa bát này hoặc là các cái phần mà vòi rửa chân, rửa tay đều được hết nhá. Rửa chân, rửa tay, rửa bát. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái gioăng này rồi. Cái gen xoáy rồi, các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đấy, có chế độ điều chỉnh nước một tia hoặc là nước vòi hoa sen. Có lên cho em là vòi nối nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000. Đấy, 70.000 cho cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối này. Vòi nối giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Con này thì sẽ là 55.000 trong cái cà lê nước như này. Giá sẽ là 55.000. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng cho em để mình vặn ống nước này. Đấy, mình vặn ống nước này. Độ mở của nó lên tới gần 7 cm, 6/8 này. Đấy. Các bác sửa chữa ống nước thì bắt buộc phải có con này, dùng rất là tiện luôn. Đó. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho con cà lê nước như này. 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái bộ sen như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Cả một cái bộ sen như này nhá. Đấy. Đóng ngắt trên tay này. Đấy. Đóng ngắt trên tay luôn. Và có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Đóng ngắt trên tay như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên với em. Ghi giá cho mình cái này. Sen quạt giá sẽ là cái này là bao nhiêu? 90.000 nhá. 90.000 cho con sen quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt rỉ nhá, xịt rỉ hay còn gọi là xịt P7. Đấy. À không, cái này là cái chai vệ sinh điều hòa nhá. Đấy, vệ sinh điều hòa, một cái dòng sản phẩm mới của bên em. Đó. Thì các bác xịt trực tiếp vào cái lưới điều hòa như này nhá. Đấy, xịt trực tiếp vào cái phần cái lưới điều hòa như này thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này, làm thông thoáng điều hòa này và điều hòa không bị mùi nhá. Đấy. Lên trang là vệ sinh điều hòa. Con này sẽ là 45.000 cho một chai vệ sinh điều hòa như này. Tiếp theo thì bỏ đây luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
thì cái vòng gỗ nhá, vòng trầm gỗ đấy, bằng gỗ trầm tự nhiên như này đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? 50.000 nhá, lên theo là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 50k thì cái vòng trầm gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ của thương hiệu Philips, giá sẽ là 170.000 cái tăng đơ Philips như này nhá, 170k. Đó. 170.000 mấy cái đôi giày bỏ ra đây luôn. Mấy cái giấy kia bỏ đây. 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này nhá. Đây là cái đế sạc của nó này. Đấy, đây cục sạc này. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái cữ này và một cái bộ tăng đơ cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng thương hiệu Philips cực kỳ là dày dẫn bền bỉ và chắc chắn cho các bác nhá. Đó. Rất là dày dẫn bền bỉ chắc chắn các bác luôn, rất là ngon các bác này. Đó, lên cho em là tăng đơ Philips nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này, 170.000 các bác nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá. Một bịch này của nó thì sẽ là 10 chiếc. Đó, các bác dùng để mình lau kính, lau bàn, lau ghế đều ok hết nhá. Khăn lau kính 50.000 một chiếc, một bịch 10 chiếc. Cái này thì nó thấm hút rất là ấy luôn, thấm hút rất là tốt luôn, cho nên là và bám bụi rất là tốt, khăn lau kính 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo bằng inox 75.000 cho cái rổ vo gạo bằng inox như này, rất tiện này. Các bác dùng để mình vo gạo này, đấy, vo gạo vệ sinh rất là tốt luôn. Ở đây nó sẽ có cái phần nghiêng như này và đặc biệt là cái phần lọc như này, thì khi các bác rót nước ra thì cái gạo nó sẽ không bị chảy ra ngoài, nó lãng phí các bác nhá, và rất là sạch sẽ luôn. Inox 304. Ngoài dùng để vo gạo thì các bác có thể dùng để rửa rau. Đường kính của nó vào khoảng là 25 cm, rất dày dẫn chắc chắn, inox 304 nhá, su 304, 75.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái găng tay lao động nhá. Một bịch này của nó sẽ là 70.000 12 đôi, còn em bán lẻ thì sẽ là 5 đôi là sẽ là 40.000, 5 đôi 40.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED thì có hai mẫu. Đấy. Mẫu này là mẫu cũ này. Đấy. Đồng hồ LED mẫu cũ. Con này thì giá của nó sẽ là 110.000 cái đồng hồ LED mẫu cũ như này. Đấy. À mẫu mới nhá. Đồng hồ LED mẫu mới là 110.000. Đấy. Còn đồng hồ LED mẫu cũ nhỏ hơn thì sẽ là 140.000. Đây. Con này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, thì tùy các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Có hai loại mẫu cũ mẫu mới như này. Đây, con này thì nó sẽ là cái LED mặt gương nhá. Cái này thì sẽ là LED mặt gương này. Còn cái này nó sẽ là LED số này. Đấy. LED này thì nó sẽ có số nổi như này, còn cái con này thì nó sẽ là mặt gương. Đấy, mặt nó trắng gương như này. Đấy, đồng hồ LED cũ là 140.000. Đấy, lên cho là đồng hồ LED cũ nhá. 140.000 một con đồng hồ LED cũ như này. Còn con đồng hồ LED mới này thì sẽ là 110.000, 110.000. To hơn và giá hợp lý hơn. Đó, đồng hồ LED cũ 110.000 các bác nhá. Lên cho là đồng hồ LED cũ. Giá sẽ là 110.000 cái con đồng hồ LED cũ như này. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân 10 nhá. Đấy, con này thì đợt này về lại có pin. Đó, cân tiểu ly 10. Đấy, con này thì các bác dùng để mình cân đồ nhà bếp này, rồi cân các thứ linh tinh đều được hết, lắp pin vào cho em. Đó, và nó cân được 10 kg. Mặt của nó thì bằng inox như này nhá, cân của Đức nhá. Đấy, lên cho em là cân 10. Giá sẽ là 120.000 cho cái cân 10 như này. 120.000 nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước laser nhá. 90.000 cái thước laser như này. Con này thì chuyên dùng để bao nhiêu đấy? 15. Hả? 15. Đấy, thước laser như này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái tia laser đo dọc và đo ngang. Đấy. Đo dọc ngang và đo góc vuông đầy đủ hết này các bác này. Đó, đây, rất sáng luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là các loại thước này. Đó, các loại thước Livo này. Đấy, rất là sáng luôn các bác này. Đó, rất sáng luôn. Soi rất là rõ nhá. Ngoài ra thì sẽ có cả thước rút này. Có cả thước rút ra như này luôn. Đấy, có cả thước rút rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, có thước rút luôn. Combo cho các bác như này, giá bên shop đang gửi tới các bác mỗi con thước laser như này, giá sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con thước laser như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo nhá. Đây, mắc áo như này. Con này thì của nó bằng nhựa mềm và nó có các cái phần nhựa mềm và nhựa dẻo, dùng rất là tiện luôn, và có các cái phần đai như này khi các bác treo quần áo không bị rơi, và có cả móc luôn. Giá thì sẽ là 75.000 trong chục nhá. 75.000 trong chục móc áo như này, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Hàng này của nó thì siêu mềm siêu dai như này, các bác dùng rất là sướng luôn nhá, siêu mềm siêu dai luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 chục các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
đèn trợ sáng nhá, 40.000 một chiếc như này. Các bác lắp trực tiếp vào xe đạp điện này hoặc xe máy này, có ốc ác các thứ đàng hoàng, 40.000 một chiếc thôi. Đèn trợ sáng, giá sẽ là 40.000 một chiếc. Đấy, lắp trực tiếp vào áp quy nhá, lắp trực tiếp vào áp quy luôn. Đấy, lắp trực tiếp vào áp quy rất là tiện luôn. Đấy, giúp cho các bác trợ sáng luôn, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu như này. 15.000 một hộp nhá. 15.000 một hộp bao gồm cho các bác là từ 50 đến 100 lưỡi, từ 50 đến 100 lưỡi. Đấy, có lô về thì 50, 70, 80, 100. Đấy, hộp lưỡi câu như này đầy đủ luôn. Các bác tha hồ mình sử dụng nhá. Có cả cước luôn. Cước thì sẽ là 30.000 cho một quận, 30.000 một quận 100m nhá. Còn lưỡi thì sẽ là 15.000 cho một hộp như này. 15.000 một hộp lưỡi câu như này nhá. Lên cho em là hộp lưỡi câu. Giá của nó sẽ là 15.000 một hộp nhá. Cước ơi. Rồi đưa cước cho anh. 15.000 cho một hộp mà lưỡi câu như này nhá. Đấy. Và đây là cái cước câu này. Cước câu thì sẽ là 30.000 cho một quận như này, 100m luôn. 30.000 một quận 100m, cước là cước 4 ly của Nhật này. Đấy, Japan này. Cước 4 ly của Nhật 100m luôn. Tha hồ thoải mái đây. Cước 4 ly siêu dài luôn nhá. Đấy, siêu dài luôn. Này thì sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một quận cước như này, 30.000 cho một quận cước như này. Đấy, tiếp theo thì bên em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái giày lính nhá, giày lính này. Giày Mỹ nhá. Đấy. Giày lính à? Giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ này, USA luôn. Giày lính Mỹ như này. Đó, đây, USA. 390.000 một đôi, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dùng cực kỳ là ngon luôn, giày này đi thì rất chất luôn. Đấy, chất của nó này. Các bác biết rồi. Đó, chất của nó rất là ngon luôn. Đó, lên cho em là giày lính. Giày lính này, 390.000 một đôi. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Rất đẹp nhá. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhá. Đó, cho em xin một nút like để lấy tương tác và đăng ký kênh chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây. Nó có cái lẫy khóa ở đây này, các bác gạt cho em cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được nhá. Đó, có cái lẫy khóa ở đây. Các bác phải gạt cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được này. Đẩy cái lẫy khóa lên cho em này. Đó, đây. Coi thấy không? Đó. Và cái phần này là tăng giảm lượng ga này, tăng giảm lượng ga đây, lẫy khóa đây. Đấy, ấn cái lẫy khóa này xuống này. Đó. Đây. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. 40.000 lên cho em là bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40.000 cho con bật lửa cây như này, 40.000 các nhá. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt 1 cân này, 230.000. Bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Dao chặt 1 cân nhá, 230.000. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan con này. Bản dày 5 ly. Đấy, cán liền thân. Có ốp đinh đồng như này, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Chiều dài của lưỡi thì khoảng 23 cm. Tổng chiều dài của dao thì trên 30 cm. Con này thì chặt xương trâu, xương bò, gà, cá đều ok hết nhá. Đó, lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là chổi sắt bao nhiêu đây? Các bác lên cho em là chổi thép, giá của nó sẽ là 20.000 nhá. Đấy, lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20.000 cái chổi thép như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20-25 cm. Các bác có thể dùng để đánh kỳ cọ, xoong, nồi rồi vệ sinh các cái phần bề mặt đều ok hết nhá. Đầu của nó bằng thép như này. Đấy, và rất là nhiều các cái sợi thép như này nhá. 20.000 thôi. Lên cho em là chổi thép 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là con dao thái lỗ nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật này, made in Japan này. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ, giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Chiều dài của dao thì cũng vào khoảng là 28-30 cm. Và hàng cũng là hàng đúc liền thân như này, đánh nhám chống dính nhá. Đấy, con này thì siêu bén luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức như này, đó. Đây, dao thái của Nhật các bạn, con này thì là nó sẽ là dao thái của Nhật các bạn này. Đấy, hàng của thương hiệu Kai Made in Japan các bạn này. Đó, Kai Made in Japan đây. Con này thì các bác lên cho em là dao thái Nhật nhá. Dao thái Nhật giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con dao thái Nhật như này các bác này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có còn cho các bác cái con dao đó là con dao gọt hai nhá. Con này thì bên em lên nó là dao gọt hai. Nó cũng giống như con dao thái Nhật thôi. Đấy, con này thì cũng là hàng của Nhật và của thương hiệu Wabo. Hàng thì những cái dòng dao gọt này thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dao gọt này thì nó là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, siêu bén các bác này. Đó. Lên cho em là dao gọt 2, con này thì giá thanh lý cho các bác với giá đó là 60.000 nhá. Lên cho em là dao gọt 2, 60.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, nó là khóa đức nhá. Một cái bộ khóa đức như này bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn. 4 chìa như này và chìa tròn chống cắt chống trộm. Giá sẽ là 130k nhá. Lên cho em là khóa đức 130.000, hàng made in Germany. Đấy, khóa đức 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ có còi hú luôn. Đấy, khóa còi hú chống trộm. Và con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con khóa còi hú chống trộm như này. Đấy, có còi hú chống trộm luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là hai cái khò ga nhá. Thì cái khò ga trắng này giá của nó sẽ là 50k, 50k cho con khò ga trắng như này. Đấy, còn con khò ga đại hàng của Kabushi Made in Japan thì con này sẽ là 90k nhá. 90 thôi. Giá đợt này thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi nhá. Đấy, trước em bán 120.000, đợt này giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Lên mã giúp cho là khò ga đại nhá. Khò ga đại 90.000, khò ga trắng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Các bác lên cho em là nạo lưỡi này. Con này giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 15.000 thôi. 15k cho một cái bộ nạo lưỡi như này. Chất liệu bằng inox 304, dày đẹp, chắc chắn, sáng bóng đẹp, các bác dùng để vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi rất là ok. Đấy, các bác đưa vào các bác nạo này cho em này. Đấy, nạo này cho em. Lên cho em là nạo lưỡi nhá. Giá thanh lý 15k. 15k cho cái nạo lưỡi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lấy dây tai bằng lấy dây tai đèn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai như này. Và đầy đủ phụ kiện cho các bác nhé. Có pin, có đèn báo, các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà thì các bác lắp pin nó biết vào đây cho em. Đó, và đây nó sẽ là các cái đầu lấy dây tai này. Đấy, đầu này thì đầu gấp và có đèn luôn. Đây, cái đầu gấp của nó này. Đấy, có đèn báo hết các bác nhá. Đây, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn. Thì các bác đưa vào các bác gấp cho người già trẻ em này. Đấy. Thì đây ví dụ như đây nó sẽ có đèn sáng như này này. Thì khi các bác tương tác các bác làm nó rất là tiện luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Lên cho em là lấy dây tai đèn, giá của nó sẽ là 60k cho một bộ như này nhá. Đấy, dây tai đèn này, đó, dây tai đèn. Dây tai đèn nhá, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho cái bộ lấy dây tai đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao đây, nó sẽ là một con dao thái như này. Đấy, con dao thái. Dao thái nhọn nhá. Đấy. Con dao thái nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này. Con này thì cũng khá là bén luôn, rất là bén các bạn. Hàng của thương hiệu Wattbo nhá. Hàng thương hiệu Wattbo rất bén luôn các bạn này. Đó. Bén lắm các bạn. Đấy, dọc dây bóng như này các bác biết rồi. Con thái nhọn, giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này, chiều dài khoảng 30 cm. Lên cho em là dao thái nhọn nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao thái vuông nhá. Đấy. Đây, thì nó sẽ là vuông hơn một chút, còn con kia nó nhọn hoắt, còn con này nó vuông hơn một chút như này. Đấy. Thì con này sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Nếu các bác mua cả đôi thì giá sẽ là 350 nhá. 350 và bên em bao ship cho một đôi dao. Đó, một con thì đầu nó hơi nhọn hơn một chút và một con đầu vuông nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Đấy, kéo tôn trợ lực, con này thì nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này. Bó vào luôn. Đấy, nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này, rất là ngon lành cho các bác luôn. Kéo tôn nhá, kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160.000. 160k nhá, 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng búa đinh nhá, búa đinh. Thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy. Búa A1 và A2. Đấy. Búa A1 và A2 các bác nhá. Đó. Sẽ có hai mẫu như này. Đó, đây các bác này nhá. Đó. A1 to và A1 nhỏ và A2 là to nhá. A1 nhỏ thì giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con A1 nhỏ như này. Con này thì nặng khoảng 3 lạng nhá. Đó, 3 lạng và chiều dài của nó thì khoảng 25 cm. Còn con này thì nặng khoảng 5 6 lạng. Đấy, con này thì sẽ là 130k nhá, 130k. Đấy, con này sẽ là A2 nhá. Con này là A2 này. A1 nhỏ, A2 to. Đấy. Con A1 này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. A1 nhỏ 90.000, A2 to 130.000 nhá. A2 to 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọc giác inox, con này sẽ là 15k nhá. 15k cho cái lọc giác inox như này. Các bác đặt cái phần chậu rửa ấy thì nó sẽ hứng cho các bác sạch bẩn rác rồi cơm nước các thứ nó lọt trong đây là nó hứng cho các bác luôn, rất tiện ích nhá. Đấy, giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì sẽ là một con cưa lách này. Con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho con cưa lách như này. Hàng thương hiệu Kabushi Japan. Phần lưỡi của nó dài khoảng 25 cm, cả cưa thì nó sẽ dài khoảng là từ 35 đến 40 cm. Đó, cưa lách giá sẽ là 40k cho con cưa lách như này nhá. 40.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hít cửa nhá. Đấy, con này thì vừa hít vừa chống sốc luôn. Đó, thì nó sẽ hít vào tường gạch men là nó sẽ hít vào luôn này. Thứ hai là chống sốc, các bác có đẩy cửa để kiếc nó khỏi kêu nhá.
15k cho một chiếc như này và mua 5 thì tặng 1 nhá. 15.000 cho một cái hít cửa như này, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, kìm nước như này. Độ mở của nó là lên tới 68mm nhá, gần 7cm. Thì các bác dùng các cái loại ống nước là đều ok hết nhá. Các ống nước cơ bản thì cũng chỉ đến 68-70 thôi, ống 68-70 thôi. Giá sẽ là 80k nhá, 80k cho một con kìm. Con này bên em đang bán là 80.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55k thôi. Lên cho em là cà lê nước nhá, cà lê nước chuyên dùng cho đồ nước, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000 cho con cà lê nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Dây câu bình như này, hàng rất to đẹp luôn, đầu kết nối vào đều bằng đồng hết nhá. Dây lõi đồng, đầu kết nối bằng đồng, giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho bộ dây câu bình như này nhá. Đấy, 2000mAh. Lên cho em là dây câu bình, dây lõi đồng hết. Dây câu bình 180k các bác để vào trong ô tô nhà mình. Ví dụ như ô tô có trục trặc này, có hết pin hết điện thì bình sạc không được, thì các bác sử dụng con này cho em, sau đó thì câu từ cái ô tô khác sang, gọi một cái ô tô khác đến và câu sang là xong. Giá sẽ là 180.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kìm các bác này. Đấy, cái bộ kìm gì đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là kìm đen. Đấy, kìm con này thì trước nó về màu đỏ như này. Đấy, cho nên bên em lên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ, nhưng mà đợt này thì nó về thêm cả cái màu xám nữa này. Đó. Màu xám nữa. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 tròn này. 100k cho con kìm đen à, kìm đỏ này nhá. Đấy. Em gọi nó là kìm đỏ, trước em vẫn lên là kìm đỏ rồi. Lên cho em là kìm đỏ 100k nhá, kìm đỏ 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả, giá của nó sẽ là bao nhiêu? Trước bên em bán là 50.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này, bao gồm 10 chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 40.000 thôi. 10 chiếc như này. Đấy, 10 chiếc xiên hoa quả như này. Các bác dùng để mình xiên hoa quả rồi, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là xiên hoa quả. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ như này, bao gồm 10 chiếc. Thì về các bác có thể dùng để mình ăn hoa quả, ăn trái cây rồi, nói chung là xiên thịt, xiên cá cũng đều ok hết nhá. Xiên hoa quả giá sẽ là 40.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm bạc FO nhá. Kìm bạc FO giá sẽ là 180.000 cho con kìm bạc FO như này. 180k nhá. 180k cho con kìm bạc FO. Hàng đa di năng luôn. Hai con này thì đều là giống nhau nhá. Hai con này đều là giống nhau. Đấy, nhưng mà chất lượng thép nó tốt hơn thì giá nó sẽ đắt hơn một chút nhá. Đó. Và con kìm bạc này thì nó sẽ dài hơn một chút. Đó, dài hơn một chút thôi, chứ còn đều là hàng đa chức năng hết. Cắt dây, tuốt dây, bấm cốt đầy đủ nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp xi đánh giày như này, có màu đen và màu nâu nhá. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, đây là cái phần cái bông này, còn đây là phần xi ở dưới này, thì các bác xoáy ra cho em. Sau đó thì mình đánh trực tiếp lên giày thôi. Đấy, rất là tốt luôn. 40.000 cho cái hộp xi đánh giày như này, có hai màu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm tuốt dây đa năng nhá. Kìm tuốt dây đa năng, hàng của thương hiệu Fuka Japan này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con kìm tuốt dây đa năng như này. Đây nó sẽ làm con kìm siêu tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt này, rồi cắt dây làm 4, cắt dây làm đôi đều ok hết nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý cho bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm xanh nhá, kìm xanh như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác bấm linh kiện này, bấm móng tay này, bấm khóe móng tay, móng chân, bấm linh kiện này, rồi là cắt dây, cắt chiếc đều ok hết nhá. Giá sẽ là 20k nhá, 20.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Lên cho em là kìm bấm linh kiện hoặc kìm xanh nhá. Kìm xanh giá của nó sẽ là 20.000, 20.000 cho con kìm xanh này thôi. Tiếp theo em lên cho bác cái khò ga bằng đồng nhá. Nó sẽ là khò ga bằng đồng đúc như này. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho cái khò ga đồng đúc như này. Đấy, đồng đúc nguyên khối, có điều chỉnh ga, điều chỉnh gió. Con này thì nó sẽ không có gì nhá, không có gọi là không có đánh lửa tự động, về nhà các bác phải tự mồi nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái gọt dứa này. Đấy, gọt dứa thông minh thì các bác chỉ cần là gọt sạch vùng quanh đi, sau đó lấy cái này đẩy đi là được thôi. Gọt dứa thông minh, giá thanh lý cho các bác với giá đó là 10k cho mấy gọt dứa thông minh này nhá. 10k gọt dứa thông minh, giá sẽ là 10.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái kìm chết hàng của thương hiệu Crosman của Mỹ, USA như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Đấy, kìm chết Mỹ 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k một hộp này.
Đấy, các bác mở ra cho em này. Sau đó thì các cái phần tường bị thấm rột, bị nứt, bị bong chốc, các bác bóc vào cho em. Sau đó thì mình phủ lên các bề mặt của nó là ok. 40.000 cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, nó sẽ thuộc dạng keo trắng, cực kỳ bền và dùng rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhé. Kéo tỉa thì bên shop có hai mẫu. Đấy, một mẫu thì chiều dài của nó là 20 cm và một mẫu là chiều dài là 25 cm nhá, 25 cm. Đấy thì sẽ có hai mẫu cơ bản như này. Và con mẫu 20 cm này thì giá sẽ là 40.000 nhá, 40k. Đấy, hỏi anh thì xem đúng không? 40.000 cho con 20 cm như này. Còn con 25 cm thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá, 55k. Đó thì có hai mẫu. Con này thì giá chiều dài của nó thì dài hơn một chút cho nên sẽ đắt hơn một chút là 55.000. Còn con này thì nó ngắn hơn một chút thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, hai mẫu kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá. Kéo cành đúc, con này thì giá sẽ là 120.000 nhá. Hàng của Nhật made in Japan, hàng bãi Nhật này, hơi có dấu hiệu gì xét một chút. Về nhà các bác vệ sinh đi là ngon luôn. Made in Japan nhá. Đó. Con này thì hàng đúc liền thân như này. Các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt cối, tỉa răm, rồi nói chung là làm vườn, làm cây cối, cây cảnh đều ok hết nhá. Lên cho em là kéo cành đúc, giá sẽ là 120.000 nhá. 120k cho con kéo cành đúc cho này, 120.000. Lên cho em là kéo cành đúc 120k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt hơi nhá. Đấy, xịt hơi như này thì về nhà các bác lắp vào bình hơi. Đấy, van viếc đều bằng đồng hết này. Về nhà các bác lắp vào cái bình hơi ấy để mình xịt cho em. Đó, giá sẽ là 80k cho cái xịt hơi như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt hơi, giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, vòi xịt hơi 80k, hàng nội địa của Nhật nhá, Japan luôn. Đó, 80.000 cái vòi xịt hơi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng keo nến nhá. Súng keo nến. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi súng keo nến là bao nhiêu? 40.000 thôi. 40k cho cái súng keo nến như này nhá. Giá sẽ là 40k cho một em súng keo nến như này. Đấy, về nhà các bác mua keo nến các bác đút vào đây cho em. Đó, có công tắc tắt bật này. Đấy, dùng keo nến cho nước là dùng con này rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 40k cho cái súng keo nến như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm nhọn nhá. Đấy, nó sẽ làm con kìm nhọn như này. Thì các bác dùng để mình xoắn dây này, rồi là làm vườn này, hoặc là gọi là đa di năng được luôn. Hàng của Nhật Japan này các bác này. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k thôi. Giá sẽ là 40k cho một con kìm nhọn như này. Lên cho em là kìm nhọn, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ vàng nhá. Giá sẽ là 45.000 cho cái ổ vàng như này, 45k. Con này thì chống va đập các kiểu con đà điểu luôn. Đó, lá đồng bên trong hết nhá. Đấy, 45.000 cho cái ổ vàng như này, có 5 chân cắm nhá, 5 chân cắm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Đấy, chống giật bình nóng lạnh thì con này của nó sẽ là dòng cách điện để chống giật rất là tốt luôn. Kết nối đều bằng đồng hết như này, các bác chỉ cần lắp qua hai cái đường dây ống nước cho em. Giá sẽ là, lên cho em là chống giật nóng lạnh nhá, giá sẽ là 40k trên một chiếc. Và các bác mua thì bắt buộc là mình phải mua cả đôi nó mới hiệu quả. Đấy, lấy cho em một đôi thì các bác lắp vào cái dây cấp nước của bình, đầu dây nóng và dây lạnh luôn. 40k các bác nhá, 40k một chiếc như này. Đó. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái bếp từ hàng của thương hiệu Philips, sản xuất ở Thái Lan nhá. Philips made in Thái Lan các bác này. Đó. Chiều dài của nó thì sẽ là 39 cm và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 29 cm. Một con bếp từ hàng của thương hiệu Philips cực kỳ chất lượng cho bác này. Made in Thái Lan. Kính cường lực dày 5 ly nhá, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, con bếp từ như này các bác này. Có tặng kèm một cái nồi nhá, tặng kèm một cái nồi. Cái nồi này khi các bác nhận được hàng thì có thể nó bị bóp méo thì cái này hàng tặng thôi. Đó, lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. 350. Lên cho em là bếp từ Philips nhá, ghi giá lên luôn đi. Bếp từ Philips này. Vui vẻ. Philips giá của nó sẽ là bao nhiêu? 350.000 à? 350k nhá. 350.000 cái bếp từ Philips như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cái đồng hồ nhá, một cái đồng hồ treo tường như này. Con này thì đường kính của nó vào khoảng 20 cm thôi, vào khoảng 20 cm thôi nhá.
Đó, con này thì giá sẽ là 75.000, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em là chạy là ok thôi. Đó, con này thì dùng nó rất là tiện ích luôn nhá. 75.000 cho một con đồng hồ như này. Đường kính khoảng 20 cm. Về nhà các bác treo tường, treo phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn. Nói chung là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các bác cần xem giờ treo hết vào cho em, rất tiện ích luôn. Đầy đủ phòng bếp, phòng ăn nhỏ gọn tinh tế các bác nhá. Rất đẹp luôn. 75.000 nha, lên cho em là đồng hồ treo tường 75.000 này. Đấy, 75.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ đúc ổ điện 3 tầng. Đấy, cái này bao nhiêu? Hả? 150.000 nhá. 150.000 cho con ổ điện 3 tầng như này. Đây này. 150.000 cho cái ổ điện 3 tầng như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 này. 5 6, tức là có 4 mặt, 4 mặt mỗi mặt là 3 ổ, tổng là 12 ổ. Có đóng ngắt nhá, có công tắc đóng ngắt, có USB nhá, có chân USB như này. Đấy, giá là 150.000, con này thì các bác cắm đa di năng luôn, dây dài khoảng từ trên 1 mét nhá, trên 1 mét. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Có phải không? Vì kẹp quần áo. Vì kẹp quần áo nhá. Vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc. Vì kẹp quần áo này. Đấy, vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc. Giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một vỉ 20 chiếc như này. Đó, cái này thì các bác dùng để mình kẹp quần kẹp áo rất là tiện luôn. Đây. Đấy, kẹp như này các bác này. Đấy. 30.000 nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Khăn rửa bát nhá. 10.000 ba cái nhá. 10.000 ba cái và 25.000 một chục à? 25.000 cho một chục cái như này. 25.000 cho một chục cái như này nhá. 10.000 ba cái, 25.000 một chục cái nhá. Các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ba cánh nhá. Đấy, cái bóng đèn ba cánh như này. Con này thì công suất của nó sẽ là 45W, bóng đèn ba cánh 45W như này. Và giá thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con bóng đèn ba cánh 45W như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Ba cánh 45W. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen sen quạt tăng áp này. Đấy, giá sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Bao gồm cho các bác là cả sen cả dây, không có giá đỡ nhá. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp nhá. Giá của nó sẽ là 90.000, bao gồm là cả lọc, lõi lọc này. Đấy, lõi lọc, một cánh quạt giúp tăng áp lực nước này. Đóng ngắt trên tay này. Đấy, có điều chỉnh ngoắt nghéo này. Đấy, có dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Giá cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ như này. Đấy, 90.000 cho một cái bộ như này các bác nhá. 90.000. Đó. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít đen trợ lực này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 cây vít. Đấy, có hai đầu và có trợ lực rất là tốt luôn. Đấy. Xoáy nhanh đảo chiều trợ lực luôn nhá. Xoáy nhanh đảo chiều trợ lực. Rất là ngon luôn. Đấy, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, combo cho các bác một cái bộ như này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Lên cho là vít đen trợ lực, giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000. Đó, 60.000 cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là tất cả các cái đầu vít, đầu mũi rồi máy khoan như này, có đảo chiều nhá. Đấy, có đảo chiều này, có cho các bác là cả xoay đảo hướng luôn nhá. Đấy, từ cái hình khẩu súng thì các bác lại xoáy ra thẳng được như này. Đấy, dùng rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đấy, có cả đầu mũi khoan mũi khiếc như này nhá, đầu mũi khoan, đầu vít này, rồi 30 đầu mũi vít như này các bác này, các đầu như này, đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, một cái bộ khoan mini như này nhá. Lên đây là khoan mini 180.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn các bác lên trên là đèn dầu nhá, giá sẽ là 130.000. về nhà thì các bác cho dầu vào đây là đốt thôi. Đấy, nâng cái này lên này. Nâng cái này lên. Đấy, các bác vặn lẫy vặn liếc này, cho dầu cho điếc này. Nói chung là các bác có thể tùy chỉnh để mình sử dụng rất là tiện ích luôn nhá. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác nhấc cái này lên, châm vào đây này. Đấy. Rồi bấc có thể xoáy điều chỉnh tăng giảm bấc này, tăng giảm bấc ở đây này các bác này. Đấy. Rồi các bác châm dầu vào đây cho em, châm dầu vào đây cho em. Vừa để trang trí đề co, vừa để thắp ban thờ, thứ rất là đẹp luôn, 130.000. Đèn dầu 130.000. Các bác lên cho em là tất vỉ này, tất vỉ này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy, màu đen rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Nike, giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Tất vỉ như này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi này, rất đẹp luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành cho bác luôn. Tất vỉ 10 đôi. Đó, hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, 90.000 một vỉ 10 đôi, mua một vỉ này dùng quanh năm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ví thanh lý nhá. Ví thanh lý bên shop bán cho bác với giá đó là 40.000 cho một chiếc ví da bò thanh lý như này.
chất liệu 100% da bò tự nhiên, giá thanh lý cho các bác chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một con ví da bò thanh lý thế này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. 40.000 một chiếc nhá, có màu đen và màu nâu. Có màu đen và màu nâu như này, nếu mà các bác lấy 2 chiếc tính giá cho các bác 70.000. 70.000 cho 22 cái ví, giá cực rẻ luôn, 40.000 một chiếc. Ví da bò tự nhiên nhá, chất liệu. Ở đây của em là nó là hàng da bò 100% nhá, hàng da bò 100%. Bảo hành cho các bác luôn đây, chất liệu da bò các bác này. Về nhà các bác có thể đốt thoải mái luôn, cho các bác lấy bật lửa đốt thoải mái luôn nhá. Đấy, bật lửa đốt thoải mái luôn. Ví da bò 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc. Đó, và 70k trên 2 cái nhá, trên 2 cái luôn, 70.000 2 chiếc. Giá cực kỳ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo là cái bát úp mì nhá. Bát úp mì 50.000 cho một con bát úp mì như này. Đó. 50k là cái bát úp mì như này nhá. Cái này rất là tiện này. Các bác ăn mì này, ăn cơm này rồi là nói chung là phở này, nắp rất là chặt luôn, nắp rất là khít luôn. Đó, nắp rất khít như này thì dùng cũng rất là tiện ích luôn. Bát úp mì nhá. Giá này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho con bát úp mì này, rất tiện ích luôn. Đấy, rất nhỏ gọn và tiện ích các bác này. Đó, 50.000 cho con bát úp mì như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Rồi ok.